Facebook trân trọng giới thiệu tới bà nghe cuốn sách Người thành công làm gì vào buổi tối của tác giả Hayato Goto, dịch giả Minh Hà, với giọng đọc của Giáng Châu. Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, Hayato Goto bắt đầu khởi nghiệp ở tuổi 24, mở tiệm làm tóc, tiệm nhuộm da, quán bar. Đến năm 32 tuổi, ông mở 4 chuỗi cửa hiệu, xây dựng tòa nhà 100 triệu yên của riêng mình và thu về hàng năm 20 triệu yên. Hiện tại, ông vừa hoạt động với vai trò nhà sản xuất, vừa quản lý một chuỗi cửa hàng. Các bạn trải qua buổi sáng là quan trọng, nhưng các bạn trải qua buổi tối và cuối ngày cũng quan trọng không kém. Bởi vì các bạn trải qua buổi tối ngày hôm nay là chìa khóa để chào đón một ngày mai tuyệt vời. Khi bạn trải qua một buổi tối tuyệt vời, buổi sáng hôm sau cũng sẽ là một buổi sáng tuyệt vời. Khi buổi sáng hôm sau đều sẽ tuyệt vời. Và khi bạn trải qua cả ngày tuyệt vời như vậy, thì những ngày sau đó, mỗi ngày sẽ càng tuyệt vời hơn thế nữa. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Vì vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website peacebook.vn để đặt mua. Hãy cùng Peacebook lan tỏa những kiến thức thực tiễn nhất, giá trị nhất, giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe cuốn sách Người thành công làm gì vào buổi tối? Người thành công làm gì vào buổi tối? Hãy biết trân quý thời gian, nắm bắt và tận hưởng từng khoảnh khắc. Việc hôm nay chớ để ngày mai. Philip Chesterfield, chính trị gia người Nga, sinh năm 1673. Lời nói đầu. Bạn có muốn sở hữu một cuộc sống lý tưởng không? Tôi hay hỏi những câu hỏi tương tự trong các buổi hội thảo và hầu như chẳng có ai trả lời là không cả. Tôi muốn có một cuộc sống lý tưởng, hẳn đây là điều ai cũng mong muốn. Ngay cả tôi cũng vậy thôi. Cũng chính vì có những mong muốn như vậy nên tôi mới nỗ lực thật nhiều. Nhờ những nỗ lực ấy, tôi mới nhận ra được mỗi buổi sáng có ý nghĩa thế nào và mới có được tôi như ngày hôm nay. Sao lại là buổi sáng? Có thể bạn sẽ thắc mắc về điều này. Tuy nhiên, tôi không nói nhầm đâu, nó thực sự là buổi sáng. Tên tôi là Hayato Goto và tôi là một huấn luyện viên thói quen thành công buổi sáng. Ban đầu, tôi làm việc với tư cách là một nhà tạo mẫu tại một tiệm làm tóc địa phương. Nhưng bây giờ, ngoài việc là một huấn luyện viên, tôi còn là nhà sản xuất tổng hợp cho Yujiro Yokoshi, doanh nhân và sáng lập viên của công ty sản xuất nhạc cụ Fujizen thị trường thế giới với cây đàn guitar nổi tiếng Greco. Là người hỗ trợ xây dựng thương hiệu của đại diện Miss World Japan, một trong 4 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Là cố vấn cho Miss Grand Japan năm 2019 và là tác giả của 12 cuốn sách. Những bước phát triển mà tôi đạt được có thể nói là nhờ việc biết cách sử dụng buổi sáng. Nếu vậy, tại sao một chuyên gia buổi sáng lại viết sách về cách sử dụng buổi tối cơ chứ? Nếu bạn nghĩ tôi đang nhầm lẫn và muốn khép cuốn sách này tại đây, thì đừng vội làm thế, hãy nghe tôi thêm một chút nữa thôi. Tôi sẽ nói cho bạn biết lý do. Cho đến nay, tôi đã truyền đạt phương pháp sử dụng buổi sáng. Với tôi, đây không phải là phương pháp để dậy sớm tới rất nhiều người, thông qua các buổi hội thảo và thông qua cuốn sách. Người thành công làm gì vào buổi sáng? Trong quá trình đó, tôi đã được nghe những ý kiến kiểu như tôi hiểu rằng buổi sáng rất quan trọng, nhưng tôi không thể áp dụng những phương pháp đó vào thực tế. Vì tôi hay ngái ngủ, tôi gặp khó khăn khi vào buổi sáng. Có giải pháp nào không? Tôi cảm thấy bản thân là kiểu người có thể tập trung vào buổi tối hơn là buổi sáng. Vậy những người hay thức đêm sẽ không có lợi sao? Gần đây tôi có nhiều thời gian rảnh hơn vào buổi tối. Tôi có thể sử dụng thời gian rảnh đó theo cách nên dùng vào buổi sáng được không? Còn các bạn thì sao? Tôi hiểu rõ những cảm giác này. Chắc hẳn có những người sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng vào buổi sáng, nhưng có những người lại cảm thấy tốt hơn vào buổi tối. Một nhóm nghiên cứu ở Vương quốc Anh cũng đã công bố kết quả rằng việc bạn là kiểu người thiên về hoạt động buổi sáng hay thiên về hoạt động buổi tối được quyết định bởi các gen trong cơ thể, hay còn gọi là gen đồng hồ sinh học. Hơn hết, với tôi là kiểu người siêu cú đêm, trong khi điều hành một tiệm làm tóc, một tiệm nhuộm da và một công ty cho thuê căn hộ, tôi cũng đã từng là một chủ quán bar trong 10 năm, và việc thức đến sáng xảy ra rất thường xuyên. Bởi vậy, tôi thường được bạn bè gọi là siêu cú đêm.
Sau đó, tôi chuyển sang công việc chính của tôi cũng thay đổi theo, chuyển sang hoạt động và làm việc vào buổi sáng. Tuy nhiên, có những công việc tôi vẫn đang làm vào buổi tối. Khi tôi đề cập đến những điều này tại hội thảo, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng chúng được đón nhận rất nồng nhiệt và trong số những người đón nhận đó cũng có cả những người thành công. Vì vậy, khi tôi, với tư cách là cố vấn thói quen thành công buổi tối, tổ chức một cuộc hội thảo bí mật để nói về thời gian buổi tối, có không ít người đã tham gia. Tôi rất ngạc nhiên là có những người cần nó đến vậy. Chú thích: tiệm nhuộm da là quá trình làm cho da trở nên sàn hoặc tối màu dưới tác động của tia cực tím hoặc từ những nguồn nhân tạo như sử dụng mỹ phẩm, giường nhuộm da. Và còn một lý do nữa khiến tôi quyết định viết cuốn sách này. Thời đại mà chúng ta đang sống đang có rất nhiều biến đổi. Có lẽ nhiều người đã nghe đến cụm từ work-life value, giá trị của việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Do xu hướng coi trọng cân bằng cuộc sống và cải cách phong cách Nhật đã được kéo dài thêm từ 2 đến 3 tiếng. Trước đây, thời gian cao điểm của các hiệu sách lớn ở Tokyo là từ 8 đến 9 giờ tối. Nhưng sau khi cải cách phong cách làm việc, nghe nói khung giờ cao điểm ấy đã lùi lại 2 tiếng, rơi vào khoảng 6 đến 7 giờ tối. Thêm nữa, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, để phòng tránh lây nhiễm nên số lượng người làm việc tại nhà tăng lên, thời gian được tan làm trở về nhà cũng sớm hơn, và cách chúng ta sử dụng thời gian cũng như cách chúng ta tận hưởng buổi tối đều đã được thay đổi đáng kể. Thời gian rảnh buổi tối giờ đây đã nhiều thêm. Vậy bạn sẽ làm gì với khoảng thời gian mới này? Chắc chắn, cách bạn làm gì với buổi tối của mình hôm nay sẽ định hướng tương lai của bạn sau này. Nhìn lại những người tôi đã gặp từ trước đến nay, hay nói cách khác là những người được coi là thành công, họ cũng có những việc có thể làm được vào buổi tối, nhưng việc họ lựa chọn làm vào buổi tối, và họ đã tận dụng rất tốt thời gian buổi tối của mình. Từ những điều như thế, tôi lại buổi tối, và muốn mách bạn cách sử dụng buổi tối hiệu quả hơn. Vì vậy, tôi đã viết cuốn sách này. Trong cuốn sách này, tôi sẽ giới thiệu cách thức sử dụng buổi tối của những người thành công hàng đầu, và giới thiệu về việc rất nhiều người sau khi thực hành theo các phương pháp sử dụng buổi tối mà tôi hướng dẫn tại các cuộc hội thảo, họ đã tạo ra kết quả như thế nào. Có nhiều điều mà bạn có thể hoàn thành chỉ trong từ 1 đến 5 phút. Khi có điều kiện, hãy thử dùng nó như một cách để sử dụng buổi tối của mình. Bạn không cần phải làm tất cả mọi thứ cùng một lúc. Hãy bắt đầu với những gì bạn có thể làm mà không bị quá sức, rồi tăng dần dần lên và làm điều cần thiết vào đúng thời điểm. Mục đích của quyển sách này là tạo ra sự cải thiện lớn trong cuộc sống của bạn. Hãy tận dụng khoảng thời gian buổi tối nhiều như hiện nay và luyện cho mình các thói quen buổi tối có thể tạo nên những thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn. Cuộc sống của chúng ta được tạo nên từ sự tích lũy từng ngày một. Cách bạn sống hôm nay thay đổi cả cuộc sống của bạn sau này. Bởi vậy, tôi mong chờ bạn sẽ đón đọc cuốn sách này. Tháng 6 năm 2020, cố vấn thói quen thành công buổi tối, nhà sản xuất thương hiệu Hayato Goto. Hết lời nói đầu. Chương 1: Những việc làm vào buổi tối giúp thay đổi bản thân trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều 1: Hãy nói, tôi đã về rồi đây khi bước vào nhà. Bạn có thường nói, tôi đã về rồi đây khi bước vào nhà không? Với những người sống cùng gia đình, có lẽ điều này là đương nhiên, chúng ta cất lời chào mọi người khi về nhà. Nhưng trong trường hợp sống một mình hoặc khi gia đình đi vắng, có lẽ nhiều người sẽ không làm như vậy. Tôi đã về rồi đây, vốn là câu nói để chúng ta thông báo với gia đình rằng tôi đã trở lại. Tuy nhiên, thực chất câu nói này cũng mang một vai trò khác nữa. Thứ nhất, câu nói này giống như một lời cảm ơn dành cho chính bản thân mình vì đã làm việc chăm chỉ cả ngày hôm nay. Trong tâm lý học, lời nói dành cho bản thân được gọi là self-talk, độc thoại. Một ví dụ điển hình là câu nói mà chúng ta rất hay dùng: mình ổn, mình không sao cả. Trong nhiều trường hợp khi chúng ta muốn khích lệ bản thân bằng cách nói, tôi đã về rồi đây, bạn không chỉ thể hiện sự biết ơn với chính bản thân, mà còn nhận ra rằng bạn đã làm hết sức mình ngày hôm nay. Thứ hai, câu nói này giống như một công tắc giúp bạn chuyển não bộ, tâm trí và cơ thể của mình sang chế độ ở nhà. Bằng cách trò chuyện với bản thân rằng bạn đã trở về nhà, bạn cũng nhắn nhủ với não bộ, tâm trí và cơ thể của mình rằng đây là thời điểm để bắt đầu thư giãn, bắt đầu khoảng thời gian thực sự riêng tư,
mà không bị ai để mắt đánh giá, kể cả khi bạn có sống cùng gia đình. Thật ra, bạn cũng có thể coi thời gian của riêng bạn đã bắt đầu ngay sau khi một ngày làm việc ở công ty kết thúc, nhưng bạn cũng chưa thể thư giãn mà không bị người khác để mắt thấy. Không gian để ta có thể thực sự giải phóng bản thân và thư giãn đầu óc cũng như tâm hồn chỉ có thể là không gian riêng tư, nhà. Bằng việc nói tôi đã về rồi đây, bạn sẽ truyền đạt tới bộ não và tâm trí của mình rằng làm việc suốt một ngày và chế độ off để nghỉ ngơi. Bằng cách ý thức và tạo ra thời gian off để bản thân nghỉ ngơi, bạn có thể đạt được hiệu quả. Hãy bắt đầu khoảng thời gian thư giãn với câu nói, tôi đã về rồi đây. Điều 2. Hãy nhìn vào gương và cảm ơn vì bạn đã làm việc chăm chỉ ngày hôm nay. Có một điều rất quan trọng trong việc tận dụng tốt thời gian buổi tối, đó là không được kéo dài tâm thế làm việc buổi sáng của bạn sang đến cả buổi tối. Đặc biệt, nếu như bạn cứ duy trì mãi những cảm xúc tiêu cực, kể cả khi đã về nhà, dù bạn có làm theo những cách mà tôi giới thiệu trong cuốn sách này đi chăng nữa, hiệu quả cũng sẽ giảm đi một nửa, thậm chí còn giảm nhiều hơn thế. Dù bạn có nói, tôi đã về rồi đây, thì mãi cũng chẳng thể bật được công tắc để đưa bản thân về chế độ nghỉ ngơi. Khi đó, hãy nhìn lại mình trong gương. Một nghiên cứu của Đại học Harvard đã chỉ ra rằng, việc nhìn vào gương khi bạn bồn chồn, bực tức sẽ giúp ổn định tâm trí của bạn. Điều này cũng đã được chứng minh trong khoa học não bộ. Hầu hết mọi người soi gương vào buổi sáng vì họ cần phải chạy chuốt, nhưng sẽ không thường hay soi gương vào buổi tối tại các cuộc hội thảo và nhận ra rằng có khoảng 70% phụ nữ soi gương vào buổi tối, nhưng hầu hết đàn ông thì không, hoặc họ cũng chẳng để ý đến việc có nhìn vào gương hay không. Còn các bạn thì sao? Những người thành công, cả nam và nữ, thường soi gương vào buổi tối. Họ đối thoại với chính mình trong gương. Nếu bạn là người không có thói quen soi gương, bạn có thể sẽ thấy phiền phức khi dành thời gian làm điều này. Lời khuyên của tôi đó là, hãy tranh thủ thời gian nhìn vào gương lúc bạn rửa tay sau khi về nhà. Chỉ mất vài phút trước khi rửa tay. Vì vậy, hãy tranh thủ vừa nhìn vào gương trên bồn rửa, vừa nghĩ về bản thân của ngày hôm nay, nghĩ về những điều tốt đẹp, và cuối cùng là cảm ơn bản thân đã làm việc chăm chỉ cả ngày. Ví dụ, nó kiểu như thế này. Đầu tiên, hãy nhìn vào gương và nói với bản thân rằng, hôm nay bạn đã làm việc rất chăm chỉ. Tiếp theo, hãy nhìn vào những điều tốt trong ngày hôm đó và nghĩ về những cách để cải thiện chúng. Chẳng hạn như, hãy thực hiện việc đó một cách khách quan, không cảm tính. Sau đó, hãy nhớ về những điều tốt đẹp trong ngày, dù là những điều nhỏ bé thôi cũng được. Hộp cơm trưa rất ngon. Đi tàu điện không đông đúc, thật thoải mái và dễ chịu. Và cuối cùng, hãy cảm ơn và khen ngợi bản thân, bạn đã rất nỗ lực ngày hôm nay. Đó là tất cả. Điều quan trọng là luôn nhớ về những điều tốt đẹp, bất kể ngày hôm đó có tồi tệ như thế nào. Nếu ngày hôm đó bạn không có điều gì cần phải rút kinh nghiệm, thì cũng không cần cố gắng suy nghĩ cho bằng được. Nếu bạn chỉ kết thúc với sự kiểm điểm bản thân, bạn sẽ bước vào một buổi tối với tâm trạng tiêu cực. Quy tắc vàng là cảm ơn bản thân sau khi bạn nghĩ về những điều tốt đẹp và cảm thấy tích cực. Bản thân mỗi chúng ta là những người hiểu rõ nhất mình đã nỗ lực như thế nào. Bằng cách thực sự biết ơn bản thân vì đã hiểu, tôi sẽ có thể làm hết sức mình vào ngày mai. Nếu bạn muốn dành thời gian đối diện với bản thân qua gương ngay trước khi đi ngủ, việc này cũng tốt thôi. Nhưng nếu bạn nên làm điều đó càng sớm càng tốt, thay vì kết thúc mọi nỗ lực trong ngày với những cảm xúc tiêu cực, thì việc kết thúc chúng với những cảm xúc tích cực sẽ là cách tốt hơn để bạn có thể bắt đầu thời gian buổi tối thật thoải mái. Ghi nhận nỗ lực của bản thân và cảm ơn chính mình vì sự nỗ lực đó sẽ làm nhẹ tâm trí bạn, xóa tan những mệt mỏi và hối tiếc trong ngày, đồng thời cho phép bạn nhìn nhận bản thân một cách khách quan. Thêm nữa, việc nhìn vào gương và cảm ơn chính mình còn giúp tăng cường sự khẳng định bản thân. Hãy ghi nhận, khẳng định và cảm ơn bản thân bạn vì đã làm việc rất nỗ lực suốt cả ngày. Ngoài ra, có những lợi ích khác khi nhìn vào gương. Lưu giữ tuổi thanh xuân là một trong số đó. Nếp nhăn, da thịt chảy xệ, nét mặt, ánh mắt, tình trạng tóc. Nhiều thứ đang thay đổi mỗi ngày. Bằng cách soi mình trong gương hàng ngày, bạn có thể nhận ra ngay cả một sự thay đổi nhỏ. Và vì vậy, bạn có thể dễ dàng chỉnh trang lại. Do làm nghề có ý thức về cái đẹp cao, nên tôi thường xuyên soi gương. Khi bạn thường xuyên được người khác chú ý, bạn sẽ nhận thức được việc mình cần phải soi gương để xem bạn trông như thế nào, để điều chỉnh những gì bạn thấy và để sửa soạn ra được bản thân với diện mạo chỉnh chu từng tấc nhất.
Buổi sáng, nếu tôi có soi gương đi nữa, thì cũng thường chỉ chú ý tới quần áo và kiểu tóc của mình, bởi vì nhiệm vụ chính cần theo dõi vào buổi sáng là kiểm tra ngoại hình của bản thân. Tôi chẳng để ý gì ngoài việc xem dáng vẻ của mình như thế nào. Để cảm nhận sự thay đổi ngoại hình của bản thân, buổi tối, khi bạn có thể tĩnh tâm soi gương là thời điểm phù hợp nhất. Nếu bạn biết chú ý tới ngoại hình của mình, bạn cũng sẽ dễ dàng giành được sự tin tưởng của người khác hơn. Vào thời điểm buổi sáng bận rộn, khi tôi phải soi gương để chỉnh trang lại diện mạo, hình ảnh bản thân tôi trong gương lúc ấy khác hẳn với hình ảnh tôi trong gương vào giây phút bình tĩnh, thư thái của buổi tối. Hãy dành thời gian buổi tối để nghiêm túc nhìn lại bản thân bạn đang rất điều ba, khởi động lại sau những ngày không suôn sẻ. Sẽ có những ngày ta thấy thật hoàn hảo với tất cả những điều tốt đẹp đang xảy ra suốt hôm đó, nhưng cũng sẽ có những ngày không may với rất nhiều sai sót trong công việc. Những rắc rối liên tiếp xảy ra, những bất tiện lớn trong công ty và những người xung quanh. Vào một ngày tồi tệ, bạn có thể bị nhấn chìm bởi những cảm xúc tiêu cực, tự trách bản thân rằng mình thật vô ích, mình thật vô tích sự, hoặc bị chìm sâu và chán nản. Nhưng dù hôm nay có ra sao thì chỉ vài giờ nữa thôi, ngày mai sẽ lại tới. Ngày mai sẽ lại là một ngày đáng thất vọng. Không, bạn đừng nghĩ như vậy. Cho dù có trải qua một ngày tồi tệ đến đâu, những người thành công sẽ không bao giờ kéo dài tâm thế chán nản ấy sang đến ngày hôm sau. Những điều tồi tệ của ngày hôm nay sẽ được chôn vùi và xóa sạch chỉ trong hôm nay để sẵn sàng chào đón một khởi đầu mới vào ngày mai. Sau đây là cách để chúng ta xóa đi những cảm xúc. Khi về đến nhà, hãy thay sang một bộ quần áo dễ chịu. Sau đó, ngồi xuống một nơi ta có thể thư giãn. Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn lại ngày hôm nay, nghĩ về những điều tích cực, là những việc mà tôi đã nói kỹ ở phần trước, phần về những điều ta nên làm khi soi gương. Vì vậy, ở đây tôi sẽ chỉ tập trung vào việc làm sao để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực và suy nghĩ. Tại sao một tình huống đáng tiếc như vậy lại xảy ra? Khi biết được nguyên nhân, chúng ta sẽ nghĩ ra cách giải quyết, sẽ phải làm như thế nào để đạt được kết quả tốt. Khi đã có cách giải quyết rồi, ta chỉ việc mô phỏng hành động dẫn đến kết quả tốt đó. Để có thể tạo nên kết quả tốt, hãy suy nghĩ để hành động dựa trên việc rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Hãy tìm ra mặt tích cực từ cả những ngày tưởng chừng như đáng thất vọng. Nhìn nhận theo một cách khác, một ngày tồi tệ sẽ không hoàn toàn tồi tệ đến thế, vì ta có thể rút ra được cho mình những kinh nghiệm. Bằng việc xác định rõ hành động nào, biện pháp khắc phục là gì, chúng ta sẽ không phạm phải sai lầm tương tự khi sự việc giống như thế lại xảy ra. Giáo sư Senko Oda, người đã dạy cách sử dụng bộ não để cải thiện trí nhớ cho hơn 40.000 người, đã viết trong cuốn sách Cách sử dụng bộ não của những người thông minh, nhà xuất bản AXA như sau. Tôi nghĩ rằng, việc ôn tập lại kiến thức khi nào là tốt sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng cá nhân. Tuy nhiên, có những thời điểm vàng không thể bỏ qua đối với việc ôn tập, đó chính là ngay sau buổi học. Mọi người thường nghĩ rằng, vì ở trên lớp mình chưa hiểu rõ nên thôi, về nhà xem lại nhất định sẽ hiểu. Đây thực sự là một cách nghĩ sai lầm. Nếu bạn ngay lập tức xem lại kiến thức sau khi học và gặp điều không hiểu, hãy hỏi giáo viên ngay tại chỗ. Những thứ mà sau khi nghe giảng bạn đã không hiểu, thì sau đó, dù có xem lại, bạn cũng vẫn sẽ không hiểu đâu. Trong kinh doanh, việc kiểm điểm lại những rắc rối và sai lầm đã xảy ra ngay tại chỗ là hãy tiến hành nhìn nhận và kiểm điểm lại bản thân sớm nhất có thể. Sau khi suy nghĩ xong về việc lần tới mình phải làm như thế nào, hãy quên đi mọi sai lầm và rắc rối đã qua. Nguyên nhân của sai lầm đã được xác định và các biện pháp đối phó cũng đã được lập ra. Bây giờ, dù bạn có tự trách bản thân hay cảm thấy chán nản thì cũng không có gì thay đổi cả. Hãy ngừng làm những việc vô ích. Thường ghi nhớ rất sâu đậm về những trải nghiệm khó chịu hay các cú sốc. Đó là một đặc điểm của con người. Khi bạn cứ duy trì cảm xúc tiêu cực, bạn có thể làm phai nhạt đi phần ký ức về những kinh nghiệm mà bạn đã rút ra được từ những sai lầm. Bạn cũng đừng bao giờ mang theo cảm giác tiêu cực vào phòng ngủ hoặc trên giường ngủ của bạn. Nếu bạn mang nó lên trên giường, bạn sẽ chìm vào giấc ngủ với tiềm thức tiêu cực. Vì vậy, bạn sẽ không thể tỉnh táo và bắt đầu ngày hôm sau trong trạng thái rất tệ. Với trạng thái tệ như vậy, đương nhiên bạn sẽ lại gây ra sai lầm và phiền phức cho người khác, hoặc nếu tiếp tục phạm sai lầm giống mọi người. Giao việc cho người này thật không yên tâm chút nào. Để có chỗ cho việc ghi nhớ những hành động đúng đắn tạo nên kết quả tốt, bạn nên quên đi những sai lầm và rắc rối đã qua. Điều 4.
gạt bỏ cảm giác tức giận. Bạn có từng có những lúc nóng giận phải không? Có lẽ không ai phủ nhận điều này cả. Tôi cũng vậy thôi, có những lúc đáng ra không đến mức tức giận, nhưng khi gặp những điều vô lý thì cơn giận lại bùng lên trong tôi. Một số người nổi tiếng nói rằng chúng ta không nên giữ những cảm xúc tiêu cực này, nhưng tôi không nghĩ chúng ta bắt buộc phải triệt tiêu mọi cảm xúc ấy, vì con người vốn là những sinh vật giàu cảm xúc. Điều quan trọng là ta phải làm gì khi những cảm xúc tiêu cực nảy sinh. Trên hết, cảm giác tức giận thật phiền phức. Nguyên nhân gây nên cảm giác tức giận là do một loại hormone có tên gọi là noradrenaline. Nó nắm giữ sức mạnh tạo nên động lực hoạt động cho chúng ta. Nếu như lượng hormone này tiết ra cao quá mức, thì ngay cả bản thân chúng ta làm tổn thương cảm xúc của người khác và gây ra rắc rối. Hoặc ngay cả khi không thể hiện cơn giận ra mặt, ta cũng sẽ thấy bực bội trong lòng, không giữ được trạng thái bình tĩnh và đánh mất bản chất vốn có của mình. Điều này sẽ làm giảm năng suất làm việc. Bạn cần phải biết cách kiểm soát tốt cơn giận. Những người thành công hàng đầu mà tôi đã gặp cho tới nay, họ kiểm soát cảm xúc rất tuyệt vời. Cho dù gặp phải những điều phi lý tới đâu, họ cũng sẽ không tức giận và thậm chí không để lộ một chút dáng vẻ không vui nào cả. Tôi đã hỏi một người quen là doanh nhân rằng làm cách nào để anh ấy kiểm soát cảm xúc được như vậy, vì điều ấy thật sự quá tuyệt vời. Anh ấy nói với tôi rằng, chỉ cần từ bỏ cảm xúc tức giận của mình. Dựa trên những lời chỉ dẫn của anh ấy, tôi cố gắng loại bỏ cảm giác tức giận của mình như sau. Mọi thứ xảy ra với mình đều là do ý trời, và mình chỉ là những người tiếp nhận những điều ấy. Đầu tiên, hãy thấu hiểu và thừa nhận điều đó. Lúc đầu, tôi tự nói thành lời cho bản thân nghe, sau đó và những cảm xúc xuất hiện. Chỉ cần bình tĩnh nhìn nhận vấn đề. À, vấn đề như thế này đã xảy ra, mình đang có cảm giác như thế này. Và một khi cả bộ não và trái tim của bạn đều hiểu được rằng, ra là vậy, mình đã đón nhận tình huống này như thế này. Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. Trạng thái này được gọi là buông bỏ. Lúc này, không cần thiết phải lý giải dài dòng thêm với bản thân như đừng nghĩ về điều này, hoặc người đó đã cố tình làm vậy, chỉ cần nhìn vào những gì đang xảy ra. Hãy bình tĩnh đón nhận kết quả, không bác bỏ ý kiến trái chiều với mình. Hãy làm những gì tốt nhất có thể ngay bây giờ và chờ đợi số phận của bạn. Điều này sẽ dẫn bạn tới một kết quả tốt. Thông thường, công cuộc xóa bỏ cảm xúc tức giận này thích hợp làm vào buổi sáng. Nhưng khi xung quanh bạn ồn ào huyên náo, chắc chắn bạn sẽ nảy sinh những suy nghĩ vẩn vơ. Ngoài ra, nếu cảm giác tức giận của bạn quá lớn, bạn có thể sẽ không buông bỏ hết mọi sự tức giận ấy chỉ trong một lần thực hiện những bước trên tỉnh để nghỉ ngơi, dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Bạn nên làm lại bước trên như một hình thức bổ sung cho nỗ lực giải tỏa cơn giận đã làm vào buổi sáng. Khi buổi tối đến, nhưng cảm giác tức giận vẫn còn nhen nhóm trong bạn, bằng cách thực hiện các bước giải tỏa cơn giận thêm một lần nữa và làm loãng sự giận dữ ấy ở một mức độ nào đó, bạn có thể gỡ bỏ nó hoàn toàn. Bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi cảm giác tức giận. Với tâm trí bình yên, bạn có thể bắt đầu ngày hôm sau theo cách của riêng mình và mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Nếu như chúng ta không làm gì, cảm xúc tức giận có thể tích tụ lại giống như cặn trong một bình rượu vậy. Bạn nên thực hiện công cuộc giải tỏa sự tức giận này thường xuyên để thanh lọc tâm trí mình. Điều 5. Tắm trước khi ăn tối. Bạn có phải là kiểu người thích tắm trước khi ăn tối không? Hay bạn là kiểu người thích tắm sau khi ăn tối? Có thể bạn sẽ thắc mắc rằng, có vấn đề gì đâu, cái nào cũng được mà. Tuy nhiên, đây lại là điều khá quan trọng. Vào những buổi tối, họ có thể nghỉ ngơi ở nhà mà không cần tụ tập ăn uống bên ngoài. Họ thường tắm trước khi ăn tối. Họ sẽ cố gắng để được ngâm mình trong bồn tắm thay vì đứng trước vòi sen. Có hai lý do chính cho điều này. Một là tắm sớm để thả lỏng cơ thể đang ở chế độ căng thẳng sau một ngày dài làm việc. Khi ở nơi công sở, ta gặp gỡ mọi người, làm việc, trong vô thức ta cũng dồn sức lực lên cơ bắp của mình. Giống như việc cơ thể thường trở nên cứng đờ khi ta căng thẳng vậy. Vì vô thức nên phần lớn chúng ta không để ý. Nhưng nếu bước vào khoảng thời gian thư giãn mà không thả lỏng cơ thể trước, bạn sẽ không thể nào loại bỏ hết cảm giác mệt mỏi từ cốt lõi. Bằng cách loại bỏ mệt mỏi, cảm giác ban đầu của cơ thể sẽ được phục hồi và bạn sẽ tận hưởng khoảng thời gian buổi tối hiệu quả hơn. Hai là tắm sớm để kiểm soát hình thể của bản thân. Tôi luôn tắm trước khi ăn tối, cân nặng trước và sau khi tắm để kiểm soát sự tăng giảm thể trọng. Đồng thời, kiểm tra đường nét cơ thể bằng một chiếc gương soi quả, tôi sẽ định lượng bữa ăn tối và lượng rượu mà mình sắp nhâm nhi. Trong 3 bữa ăn của một ngày,
Buổi tối có ảnh hưởng lớn nhất đến hình thể của chúng ta. Nếu bạn đang thừa cân, hãy thử giảm lượng thức ăn tối hoặc rượu. Ngoài ra, bạn có thể ngâm mình trong bồn tắm lâu hơn một chút. Nó có thể khiến bạn giảm gần 1 kg. Ngược lại, nếu bạn nhẹ hơn mức cân nặng lý tưởng, hãy cố gắng ăn nhiều để duy trì thể trọng, hoặc tận hưởng việc bạn có thể uống nhiều rượu hơn một chút cũng không sao. Kể từ khi tôi bắt đầu tiến hành việc kiểm tra này, tôi không cần phải lo lắng xem mình đã tăng bao nhiêu cân hay phải ăn kiêng gì nữa. Từ trước đến nay, tôi thường lao vào việc ăn kiêng nếu chẳng may béo lên, nhưng bây giờ tôi chỉ cần làm mỗi một việc, đó là kiểm tra thể trọng trước và sau khi tắm. Có thể bạn cảm thấy việc kiểm tra cân nặng mỗi ngày thật rắc rối, nhưng ăn kiêng còn rắc rối hơn nhiều. Hơn nữa, bạn đâu cần phải lãng phí một khoảng thời gian nhất định trong cuộc sống của mình cho một chế độ ăn kiêng. Lý do thể của mình thực ra rất đơn giản. Tôi đã có cơ hội gặp người mà tôi ngưỡng mộ và muốn nói chuyện với người ấy, nhưng tôi lại lưỡng lự vì xung quanh người ấy có những người rất đẹp hoặc rất sành điệu. Bạn đã bao giờ trải qua tình huống như vậy chưa? Con người sẽ trở nên tiêu cực khi không tự tin vào cơ thể của mình. Sự tự ti về cơ thể như một cái phanh kìm hãm mà hoạt động và khiến ta bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. Nếu bạn tự tin với vẻ ngoài của mình, bạn cũng sẽ tự tin để có thể thực hiện mọi việc. Những gì bạn nên hướng đến là một vóc dáng khiến bạn cảm thấy ổn khi nhìn tổng thể, bao gồm cả khuôn mặt và biểu cảm của bạn. Việc kiểm tra thể trọng mỗi tối sẽ có hiệu quả trong việc giúp bạn duy trì phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều 6. Đánh bóng giày của bạn trong khi tưởng tượng thành công của ngày mai. Những người thành công càng chăm sóc đến đôi giày của mình. Nói cách khác, người có thể chăm sóc đến giày của mình thường là người thành công. Các nhân viên khách sạn và tiếp viên hàng không chuyên ai chỉ bằng cách nhìn vào vẻ sạch đẹp của đôi giày. Khi tôi hỏi một người quen là cựu tiếp viên hàng không, tôi được biết rằng hầu hết các khách hàng trên khoang hạng nhất đều đi những đôi giày được đánh bóng sạch sẽ. Tại sao những người thành công lại giữ cho đôi giày của họ sạch đẹp? Đó là để chỉnh chu diện mạo của mình và cũng là thể hiện sự tôn trọng đối phương. Thêm nữa là để nâng cao sự tự tôn, tự khẳng định bản thân. Để hoàn thành một điều gì đó, bạn cần có sức mạnh để tin tưởng vào bản thân. Những người thành công thường có sự tự tôn, tự khẳng định cao. Họ biết rằng nỗ lực làm việc với tâm thế tự tin mình làm được sẽ mang lại những kết quả tốt. Khi bạn mang một đôi giày bóng bẩy đẹp đẽ, bạn sẽ ý thức được rằng mình xứng đáng được đi đôi giày tuyệt vời này, và nó giúp làm tăng sự tự tôn trong bạn. Một người quen của tôi là giám đốc của 800 nhân viên. Anh ấy chưa bao giờ bỏ bê việc lau những đôi giày của mình từ khi còn trẻ. Từ ngày còn khá trẻ, trước khi giàu của mình. Bởi vì việc lau giày khiến cho mọi người ý thức được rằng họ là người phù hợp để đi những đôi giày đẹp đẽ này. Anh ấy đã có được thành công nhờ việc luôn hành động một cách có ý thức để khiến bản thân là người thích hợp với những đôi giày đẹp. Bản thân anh ấy tự dán nhãn cho mình một đôi giày phù hợp và tự điều chỉnh bản thân sao cho xứng đáng với điều đó. Thời điểm tốt nhất để đánh giày là sau khi tắm và ăn tối xong. Bởi vì bằng cách bình tĩnh và đánh giày vào buổi tối, bạn có thể thư giãn và luyện tập tưởng tượng cho thành công của ngày mai. Đồng thời, bạn sẽ có được lòng tự trọng và sự tự tin cao. Một số người nói rằng tốt nhất nên đánh giày vào buổi sáng. Nhưng nếu bạn chỉ đánh giày qua loa ngay trước khi ra ngoài thì sẽ không có hiệu quả. Hãy dành thời gian vào buổi tối, vừa đánh giày vừa tưởng tượng rằng lịch trình ngày mai sẽ thuận lợi. Nếu bạn có một cuộc đàm phán làm ăn, hãy tưởng tượng nó sẽ thành công. Nếu bạn có một cuộc họp, hãy tưởng tượng dáng vẻ của bạn khi nếu bạn định gặp ai đó, hãy tưởng tượng bạn và mọi người đang vui vẻ ở đó như thế nào. Dù bạn có tự tin hay không, bạn hãy quyết định trong đầu rằng ngày mai sẽ làm được. Sức mạnh của hình ảnh là rất lớn. Khi bạn tưởng tượng mình đang làm tốt, bộ não của bạn sẽ nghĩ đó là hiện thực và ghi nhớ nó như một trải nghiệm thành công. Bằng cách tưởng tượng thật nhiều thành công, bạn có thể tạo ra được những trải nghiệm thành công. Và điều này sẽ khiến cho bạn trở nên tự tin hơn. Bạn hãy thử áp dụng ngay từ hôm nay nhé. Điều 7. Nhìn lại những gì tôi đã quyết định ngày hôm nay. Quyết định là bước đầu tiên của mọi hành động. Có lẽ hầu hết mọi người đều đưa ra rất nhiều quyết định mỗi ngày. Chúng ta đưa ra quyết định, hành động theo những quyết định đó, tạo ra kết quả, đưa ngày hôm nay tiến về phía trước và tạo ra tương lai vào ngày mai. Nói cách khác, những gì bạn quyết định hôm nay sẽ thay đổi vào ngày mai và thay đổi cả tương lai, hay không?
Đối với những người thành công, các quyết định của họ đưa ra sẽ thay đổi một cách linh hoạt, nhưng họ chắc chắn đang hành động. Nhờ đó, tương lai ngày mai được định hình vững chắc và đưa đến những kết quả tốt. Mặt khác, khi tôi nghe câu chuyện của những người chưa thành công, tôi thấy rằng họ đã đưa ra quyết định, nhưng lại không hành động đúng theo quyết định đó. Bởi vậy, nhiều khi họ không tạo ra được kết quả như mong muốn. Trong số ấy, cũng có một số người vô tình quên hành động. Cho dù bạn đưa ra quyết định tốt đến đâu, nếu bạn không hành động thì cũng giống như bạn chẳng suy nghĩ gì cả. Bằng việc nhìn lại quyết định của mình hôm nay, bạn sẽ tránh được tình trạng đã quyết định nhưng lại chưa thể hành động. Một người phụ nữ là khách hàng của tôi viết về những việc làm mỗi ngày trên các nền tảng mạng xã hội và đang thực hiện điều đó. Ngày nào cô ấy cũng tìm ra đề tài để viết, quyết định viết nó như thế nào và tập hợp lại. Trong thời gian đầu, có nhiều ngày cô ấy không, kể từ khi cô ấy bắt đầu công việc hồi tưởng này, không hề có bất kỳ một thiếu sót nào trong những thứ cô ấy viết ra, và nội dung cũng được cải thiện đều đặn. Kết quả là, mức độ phổ biến của cô ấy trên mạng xã hội đã tăng lên, xuất hiện những người đồng cảm với cô, và thậm chí là bây giờ, cô ấy có thể tìm được khách hàng thông qua các nền tảng mạng xã hội. Phương pháp của việc hồi tưởng này rất đơn giản. Trước hết, bạn nhớ lại những gì mình đã quyết định trong ngày hôm nay. Bạn có thể hồi tưởng chúng trong đầu thôi cũng được, nhưng ban đầu có thể sẽ bị bỏ sót điều gì đó. Nên tốt hơn hết là bạn viết chúng ra một tờ giấy cho rõ ràng. Tuy nhiên, bạn hãy bỏ qua các quyết định quá nhỏ nhặt, không đáng kể. Theo một nghiên cứu của Barbara, giáo sư tâm lý học lâm sàng tại Đại học Cambridge, con người đưa ra tối đa khoảng 35.000 quyết định mỗi ngày. Nói cách khác, nếu bạn viết ra các quyết định một cách chi tiết, những việc quan trọng sẽ bị chôn vùi. Vì vậy, hãy chỉ ghi lại những quyết định có mức độ ưu tiên cao trọng. Sau khi viết ra, chúng ta sẽ đánh giá xem từng quyết định đó đã được thực hiện hay chưa. Ví dụ, vào buổi sáng, bạn quyết định viết một bản thảo dài 50 trang trong ngày hôm nay. Nếu bạn hoàn thành được nó, hãy khen ngợi bản thân và đánh dấu nó bằng một vòng tròn đôi. Nếu bạn chưa hoàn thành được nó, hãy tìm hiểu nguyên nhân khiến bạn không thể hoàn thành là gì. Khi bạn đã xác định được nguyên nhân, bạn nên làm cách nào để tránh mắc phải những sai lầm tương tự vào lần tiếp theo khi bạn đưa ra quyết định giống như vậy. Với từng nguyên nhân, chúng ta sẽ đào sâu vào lý do tại sao chúng lại xảy ra. Không phải lúc nào cũng chỉ có một nguyên nhân. Giả sử trong trường hợp của tôi, việc viết bản thảo không được tiến hành xong xuôi là do tôi đã không dành đủ thời gian để viết cho xong. Thực ra, tôi đã có thể đủ thời gian viết, nhưng tôi không duy trì được động lực và tôi còn làm nhiều thứ linh tinh khác. Điều đó trở thành nguyên nhân cản trở tôi hoàn thành công việc. Bạn hãy viết ra bất kỳ của bạn. Nếu có nhiều nguyên nhân, hãy tìm ra giải pháp cho từng nguyên nhân một. Giả sử, khi tôi không thể dành đủ thời gian cho việc viết, tôi sẽ nghĩ, tại sao tôi không thể dành đủ thời gian? Làm thế nào để tôi có đủ thời gian nhỉ? Giải pháp là ngừng lướt Internet và ngừng tạo ra các khoảng thời gian lãng phí. Về việc không duy trì được động lực, hãy tìm ra nguyên nhân do đâu mà xảy ra. Chẳng hạn như, mình bị chú ý bởi âm thanh của TV. Mình lỡ kiểm tra email nên không giữ được sự tập trung. Hãy tổng hợp và đưa ra các cách giải quyết. Ví dụ như phân định rõ ràng thời gian xem TV và thời gian viết bản thảo. Một số người có thể đang hành động nhưng không thu được kết quả. Trong trường hợp đó, vướng mắc có thể nằm ở đâu đấy mà bạn chưa nhận ra. Do đó, ta sẽ nhìn lại lý do của cả những quyết định mà ta đã thực hiện được rồi. Bằng cách nhìn lại các quyết định của mình, bạn có thể thấy những gì bạn chưa làm được và tại sao bạn chưa thể làm. Không chỉ có thể biến các quyết định thành hành động, mà còn tạo ra một bước nhảy vọt về chất và lượng cho thành quả bạn tạo ra. Xem thêm minh họa ở trang 24, cách phân định thứ tự ưu tiên. Tóm lại, kết quả là do hành vi mà ra. Đó là lý do tại sao bạn phải biến các quyết định hàng ngày của mình thành hành động. Những người gặp khó khăn trong việc nhận được kết quả từ quyết định của mình có thể kiểm soát chất lượng kết quả bằng cách xem xét lại mối quan hệ giữa quyết định và hành động. Hết chương 1. Những việc làm vào buổi tối giúp thay đổi bản thân trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chương 2. Những việc làm vào buổi tối giúp tạo ra kết quả và hiệu suất tốt trong công việc. Điều 1.
làm trống cặp túi xách của bạn. Bảo dưỡng là điều cần thiết để giữ cho mọi thứ có thể tiếp tục hoạt động trong thời gian dài. Ngay cả một chiếc đồng hồ xa xỉ được mua với giá hàng chục triệu yên cũng chỉ là đồ bỏ đi nếu nó không được bảo dưỡng và các kim không chuyển động. Trong khi đó, dù là một chiếc đồng hồ với giá chỉ 1.000 yên, nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục chạy tốt nếu như được thay pin một cách cẩn thận. Dù bạn có giỏi đến đâu, nhưng nếu không bảo dưỡng, hay nói cách khác là không bồi dưỡng, giữ gìn, duy trì được tài năng, thì phong độ của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những người thành công không chỉ thường xuyên bảo dưỡng cho chính bản thân mình, mà họ còn làm điều ấy cho cả những món đồ mà họ thường sử dụng. Họ biết rằng, dù bản thân có ở trạng thái tốt đến đâu, nhưng nếu những công cụ hỗ trợ mình trông cũng không thể tạo ra kết quả như mong muốn. Đồng hồ, bút máy, máy tính cá nhân, mọi thứ bạn sử dụng đều là trợ thủ của bạn. Chỉ khi những trợ thủ này làm việc chỉnh chu thì mới có thể giúp bạn đạt hiệu quả cao nhất. Người quen của tôi là một doanh nhân thành đạt. Anh ấy nói rằng, khi trở về nhà mỗi tối, anh đổ tất cả đồ đạc ở trong chiếc cặp đi làm của mình lên bàn và để cho chiếc cặp trống trơn. Sau đó, anh kiểm tra và bảo dưỡng từng thứ một để chắc chắn rằng chúng không gặp phải vấn đề gì như bị tắt mực hoặc không bật được nguồn. Khi xong việc rồi, anh chỉ sắp xếp những thứ sẽ sử dụng cho ngày hôm sau vào lại trong túi, để bạn có thể lấy chúng ra ngay lập tức khi cần. Lúc này, cả tình trạng của chiếc cặp cũng cần kiểm tra luôn. Đây gọi là bảo dưỡng cặp. Lý do tại sao lại phải cất công làm rỗng túi, cặp như vậy? Đó là để chúng ta luôn làm việc thoải mái. Nếu bạn cứ cho mãi các món đồ vào trong túi, cặp sách, thì dần dần, đồ đạc trong túi sẽ nhiều lên và trở mỗi khi bạn mở túi lại tìm mãi mà chưa thấy thứ mình cần. Điều này có thể khiến bạn bực bội và ảnh hưởng đến hành vi cũng như suy nghĩ của bạn. Khoảng thời gian lãng phí nhất trong cuộc đời là khoảng thời gian bạn đang tìm đồ. Hãy giảm bớt sự lãng phí đó đi, dù chỉ một chút. Mỗi tối, tôi cũng luôn làm rỗng túi và bảo dưỡng nó. Tôi đang thực hiện rất nhiều công việc, vì vậy, để tài liệu không bị lẫn lộn, tôi sử dụng túi clear trong suốt hoặc túi lưới. Sắp xếp mọi thứ sao cho có thể nhận ra ngay cái gì nằm ở đâu và bỏ khỏi túi những món ít dùng hoặc gần đây không sử dụng tới nữa. Bằng cách đó, bạn không chỉ tốn ít thời gian hơn để tìm kiếm đồ đạc mà còn giảm đi nguy cơ bỏ quên đồ. Thêm nữa, bạn cũng sẽ không mắc phải các sai lầm như vô tình đưa nhầm tài liệu quan trọng cho một đối tác không liên quan. Nếu bạn lỡ để cho người phụ trách của công ty A xem một tài liệu tiết lộ các chi tiết giao dịch với công ty B, đó sẽ là một sai lầm không thể cứu vãn nổi. Người đã xem nhầm tài liệu, có thể anh ta cũng cho rằng người khác sẽ xem tài liệu của mình mất thôi. Ngoài ra, nếu bạn cứ loay hoay tìm mãi tài liệu mà mình đinh ninh bỏ vào túi rồi mà không thấy, hoặc tài liệu của bạn bị nhàu nát, cũng sẽ là những tình huống khiến cho đối tác mất cảm tình với bạn. Nếu như bạn sắp xếp túi cẩn thận từ tối hôm trước, trong túi có cái gì, nằm ở đâu, bạn đã nhớ hết rồi thì điều này sẽ không xảy ra. Một chiếc túi được sắp xếp gọn gàng sẽ giúp bạn tạo nên những kết quả tốt. Giống như luồng sinh khí tốt lành luôn luôn trào từ những nơi đẹp đẽ, mang theo một chiếc túi được bảo dưỡng đúng cách, nghĩa là bạn đã mang theo mình luồng sinh khí tốt lành. Tôi cũng sử dụng túi của mình như một lá bùa hộ mệnh. Tôi nhét vào đó một cái túi nhỏ đựng muối thô để bảo vệ mình khỏi những năng lượng xấu. Hãy biến chiếc túi của bạn trở thành trợ thủ đắc lực giúp bạn làm việc tốt nhất. Điều 2. Hình dung trước về ngày mới. Không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Giá mà tôi làm việc này nhiều gặp khó khăn, có lẽ bạn thường nghĩ như vậy. Tuy nhiên, giống như câu nói, bát nước hát đi, làm chi lấy lại. Một khi sự việc đã rồi, thì dù có hối hận cũng không thể làm lại được. Rất nhiều nguyên nhân không lường trước dẫn đến những sai lầm và rắc rối. Nói cách khác, điều quan trọng là làm thế nào để giảm bớt những tình huống không lường trước ấy. Những người thành công luôn xem kỹ lịch trình của họ ngày hôm sau và hình dung nó ở trong đầu. Chuẩn bị trước cho lịch trình của cả một ngày cũng là điều nên làm, chứ không chỉ từng sự kiện đơn lẻ. Bạn phải chuẩn bị mọi thứ một cách chi tiết, mặc quần áo gì, ra khỏi nhà lúc mấy giờ, nếu phải đi công chuyện thì mấy giờ rời công ty, di chuyển bằng phương tiện gì, bàn chuyện làm ăn ở đâu, sau khi về công ty sẽ gặp gỡ bạn bè, vân vân. Sau đó cũng cần kiểm tra trước bản giờ hoạt động của tàu điện và xe buýt. Đầu tiên, hãy trải nghiệm thành công ở cấp độ tiềm thức, tức là hình dung, tưởng tượng về thành công, và loại bỏ những tình huống xảy ra ngoài ý muốn. Bằng cách hình dung mọi thứ diễn thường sẽ suôn sẻ như vậy, tầm quan trọng của việc luyện tập tưởng tượng cũng được nói đến trong lĩnh vực tâm lý học.
Bằng việc tưởng tượng về thành công, con người có thể ý thức được sự thành công trong thực tại, ghi nhớ nó trong não như một trải nghiệm thành công và hiện thực hóa nó. Đó cũng là lý do tại sao các vận động viên thể thao lại rất coi trọng việc luyện tập tưởng tượng về hình ảnh chiến thắng. Giống như tập tục Yoshoku lễ sơ khai đang được chú ý trong thời gian gần đây, hình dung trước về hình ảnh thành công có thể nói là một chiến lược quan trọng để đạt được kết quả. Nếu bạn có một cuộc đàm phán kinh doanh hoặc một bài thuyết trình quan trọng, bạn có thể kiểm tra nội dung của tài liệu, hình dung chi tiết, chuẩn bị phương án trả lời cho các câu hỏi và tưởng tượng cảnh mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Dù bạn nghĩ mình là nắm chắc đến đâu, cũng hãy xem lại mọi ngóc ngách của tài liệu. Khi đó bạn sẽ nhận ra một số điều như: có thể người ta sẽ hỏi về phần này, có thể giải đáp như thế này. Hơn nữa, ngay cả khi xảy ra một số tình huống bất ngờ, tôi cũng cố gắng hình dung về công việc ngày mai và buổi tối hôm trước. Nhưng có những ngày tôi không làm điều này được do phải đi hội họp, ăn uống bên ngoài. Có sự khác biệt lớn về kết quả làm việc của tôi giữa những ngày có thể thực hiện việc hình dung và những ngày không thể. Ví dụ, trong trường hợp bạn là tư vấn viên, vào những ngày bạn đã hình dung trước công việc của hôm sau, bạn có thể nhanh chóng hồi đáp các phản hồi của khách hàng. Ngược lại, vào những ngày bạn chưa thể hình dung trước, bạn có thể sẽ phải mất thời gian để hiểu khách hàng đang muốn diễn đạt điều gì và khiến cho việc hồi đáp bị chậm đi. Chú thích: Yoshoku lễ sơ khai là một sự kiện tâm linh mô phỏng công việc đồng áng của một năm với mong muốn mùa màng bội thu, thường được tổ chức như một trong những nghi lễ nông nghiệp. Lễ được dựa trên niềm tin phổ biến rằng nếu bạn mô phỏng trước kết quả mong đợi, bạn sẽ nhận được kết quả giống như vậy. Giữa một người phản hồi nhanh chóng lại rõ ràng, chính xác, với một người phản hồi chậm mà không chắc chắn, bạn sẽ tin tưởng ai hơn? Câu trả lời hẳn là quá rõ ràng. Việc hình dung trước, chuẩn bị sẵn trong đầu về ngày hôm sau sẽ giúp bạn có được tâm thế ung dung, an nhiên và bạn cũng sẽ lan tỏa tâm thế ấy đến với đối tác của mình. Điều 3. Gửi email để định hướng cuộc gặp gỡ. Cách đây vài năm, tôi có cuộc hẹn gặp gỡ lần đầu tiên với một người. Buổi tối trước ngày hẹn, anh ấy có gửi cho tôi một email như thế này: gửi ngài Hajato Goto, tôi rất vinh dự được gặp ngài vào ngày mai. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để gặp tôi. Nghĩ về buổi gặp ngày mai, tôi thấy mong chờ từ bây giờ. Ngày mai, tôi muốn thảo luận về thương hiệu và việc hợp tác kinh doanh với ngài Goto. Ngoài ra, nếu thời gian cho phép, tôi cũng muốn được nghe về cuốn sách mà ngài đã viết. Ngày mai tôi sẽ đến và lúc giờ. Tôi sẽ liên lạc với ngài khi đến nơi. Số điện thoại của tôi là 090XXX. Rất mong được ngài. Tôi có thiện cảm với sự chu đáo của anh ấy khi gửi email trước ngày gặp mặt. Tôi cũng cảm thấy là anh ấy là một người chỉnh chu và đáng tin cậy thông qua nội dung anh trình bày trong email. Anh ấy đã viết ngắn gọn về kỳ vọng và lòng biết ơn của mình đối với cuộc gặp gỡ, cũng như điều anh ấy muốn thảo luận với tôi. Điều đó cũng khiến tôi mong chờ được gặp anh ấy hơn. Gửi email cho đối phương trước ngày gặp mặt sẽ xác nhận cuộc hẹn của bạn và định hướng cuộc gặp đó. Đặc biệt, đối với những người lần đầu gặp gỡ, những người lâu rồi mới gặp, hoặc những người đã hẹn từ lâu lắm rồi, hãy gửi email vào buổi tối trước ngày hẹn để nói về nội dung của cuộc gặp đó và đôi lời bày tỏ sự mong chờ. Đối phương sẽ rất vui vì sự tinh tế đó và sẽ ấn tượng tốt với bạn là một người chu đáo. Ngay cả trước khi gặp mặt, họ sẽ có cảm tưởng tích cực về cuộc gặp với bạn. Tất nhiên, bạn có thể gửi email vào ban ngày, nhưng vì thời gian làm việc bận rộn nên có thể đối phương không rảnh để ngẫm nghĩ từng email. Tốt hơn là bạn nên gửi thư vào buổi tối, nhưng đừng từ email và ý thức được cuộc hẹn với bạn vào ngày mai. Một tâm thế tinh tế và chu đáo sẽ là vũ khí tuyệt vời hỗ trợ sự phát triển và thành công của bạn. Email xác nhận cuộc hẹn không cần phải dài và bạn cũng không mất nhiều thời gian để viết nó. Thay vào đó, đối phương sẽ có ấn tượng tốt khi các ý chính được diễn tả một cách ngắn gọn, khúc chiết. Nếu bạn tạo sẵn một số mẫu email cơ bản và sử dụng chúng đúng cách, bạn có thể tốn ít công sức hơn mà vẫn tạo được ấn tượng tốt với đối phương. Điều 4. Mặc quần áo trong khi nghĩ về người mình sẽ gặp. Vì tính chất công việc, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều nhà khởi nghiệp và các freelancer, những người làm nghề tự do. Có rất nhiều người ăn mặc thời trang, và tôi, một người làm công việc liên quan tới thẩm mỹ. Tôi rất vui và sẵn sàng học tập từ họ. Vì vậy, tôi có ý thức quan sát cách ăn mặc của mọi người. Trong số họ, tôi tìm thấy điểm chung giữa những nhóm người. Những người trưởng thành trong điều kiện tốt, những người thành. Điểm chung đó là
những ai ăn mặc chỉnh chu sẽ càng có nhiều cơ hội hơn. Vì bạn ăn mặc phù hợp mang lại cho người đối diện cảm giác an toàn. Ngược lại, nếu bạn ăn mặc không phù hợp sẽ tạo cảm giác rằng bạn không phải là người đúng đắn và người đối diện sẽ lo lắng. Người này có tử tế không nhỉ? Đến lúc gặp nhau thì đánh mất cơ hội. Kinh doanh là cơ hội để mọi người kết nối. Tôi cũng đã được giới thiệu với nhiều người và thông qua các mối quan hệ đó tạo dựng được những công việc mới. Tuy nhiên, những người ăn mặc không chỉnh chu lại hiếm khi được giới thiệu. Ví dụ, người quen của bạn là Anna sẽ không muốn giới thiệu bạn với ông B nếu như bạn ăn mặc không chỉnh chu phù hợp. Bởi vì, cho dù bạn có làm việc tốt bao nhiêu, nhưng với diện mạo của bạn, Anna sợ rằng ông B sẽ mất thiện cảm với anh ta do việc anh ta giới thiệu một người không chỉnh chu cho ông B, tức là coi thường ông ấy. Không thể nào để đối tác quan trọng của mình cảm thấy như vậy được. Chăm chút diện mạo, tức nghĩa là chăm chút cho bản thân mình và ăn mặc để không gây khó chịu và tạo ấn tượng tốt đẹp. Chăm chút diện mạo của mình là cách thể hiện sự tôn trọng của bạn với đối phương và cũng là bước chuẩn bị mở ra cho bạn vô vàn tiềm năng. Lựa chọn quần áo để biểu lộ sự hiện diện của bạn là rất quan trọng, nhưng người khác chấp nhận nó như thế nào lại là sự tự do của họ. Không phải lúc nào cách ăn mặc mà bạn muốn cũng phù hợp với mọi người. Trước đây, tôi đã gặp một tình huống như thế này. Khi được một người bạn mời đến một bữa tiệc riêng tư, tôi tham dự và mặc quần jean cùng với áo sơ mi có hoa văn mới lạ, trong khi khách khứa hầu hết đều mặc vest và đeo cà vạt. Bữa tiệc có sự góp mặt của một người được xem là nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực công việc của tôi tại thời điểm đó, nên tôi được giới thiệu với anh ấy. Nhưng hình như anh ấy cảm thấy không thoải mái với diện mạo của tôi. Cuộc trò chuyện không diễn ra vui vẻ. Tôi rất hối hận vì đã không hỏi kỹ càng xem hoàn cảnh của bữa tiệc là gì để chọn quần áo cho phù hợp. Sành điệu thời trang và chỉnh chu là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Sạch sẽ là điều quan trọng nhất bạn cần lưu ý để tạo nên một vẻ ngoài chỉnh chu, sạch sẽ. Bạn sẽ nghĩ sao nếu người bạn gặp lần đầu tiên mặc một chiếc áo sơ mi không được là ủi và nhầu nhĩ, tay áo sờn rách và chỉ khâu lộ hết ra ngoài, cùng với mái tóc không được chải? Phải chăng ít nhất bạn cũng nghĩ đây không phải là một người sạch sẽ? Chiếc áo sơ mi dù vừa mới được giặt sạch, bạn dù có sành điệu, làm tóc bồng bềnh đến đâu, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu như đối phương không cảm nhận được chúng. Quan trọng hơn cả, vì bạn có thực sự ăn ở gọn gàng, sạch sẽ hay không, đó là đối phương phải cảm nhận được sự sạch sẽ ấy. Thờ ơ việc chăm sóc tóc, râu, lông mày, da dẻ và móng tay bẩn, quần áo dơ và sờn rách. Bạn có thể nghĩ những điều này là tầm thường, nhưng chúng sẽ để lại ấn tượng xấu đối với đối phương, khắc sâu vào tâm trí họ những hình ảnh không sạch sẽ hoặc luộm thuộm. Dù chỉ một lần như vậy thôi cũng khó lấy lại lòng tin vì họ đã luôn ghi nhớ hình ảnh xấu đó. Có khi lần sau lại vẫn. Bằng cách kiểm tra mỗi tối, bạn có thể tránh được những sơ suất. Tôi khuyên bạn hãy chuẩn bị quần áo cho ngày hôm sau, sao cho phù hợp với người mà bạn sẽ gặp cũng như nội dung công việc. Và nếu có thể, hãy thử mặc chúng một lần. Nếu bạn có nhiều cuộc hẹn, hãy tập trung vào những cuộc hẹn quan trọng nhất. Sau đó ăn mặc quần áo đã chuẩn bị và tưởng tượng mình đang thực hiện lịch trình ngày mai. Tưởng tượng xem bạn đang ở đâu, gặp gỡ ai và làm việc như thế nào. Sau đó có thể bạn sẽ nhận ra một số điều, chẳng hạn như đối phương là người luôn ăn mặc lộng lẫy, mình mặc như thế này liệu có xìa xòa quá không? Nghe nói địa điểm mình có cuộc hẹn ngày mai là nơi mà ngài đối tác A rất hay lui tới. Biết đâu sẽ bất chợt gặp mặt thì sao? Có lẽ tốt hơn là mình không nên trông quá qua loa đơn giản. Khi nhận ra những điều ấy, bạn hãy thay sang những bộ trang phục sạch sẽ, tươm tất. Nếu để đến sáng mai, bạn mới mặc thử quần áo trước khi ra khỏi nhà, nhỡ nó không được như ý hoặc bị tụt cúc, bạn sẽ phải vội vàng thay quần áo và không thể có được diện mạo ung dung, tươm tất nhất. Buổi tối bình tĩnh diện mạo của mình. Sẽ có những lúc bạn không có kế hoạch gặp gỡ ai vào ngày hôm sau. Khi đó bạn có thể nghĩ rằng, mình mặc đồ bình thường thoải mái thôi cũng được. Nhưng biết đâu có những tình huống bất ngờ xảy ra. Những lúc như thế, để có thể ứng phó với những lời mời đột xuất, tốt hơn là bạn nên mặc một bộ đồ vest hoặc một chiếc áo sát kịch sao cho nó không khiến bạn trở nên thất lễ trong mọi hoàn cảnh. Một người quen của tôi, có lần do vẫn còn một chỗ trống, cô ấy được mời đến một bữa tiệc với sự tham dự của các doanh nhân đáng kính hàng đầu. Cô ấy vội vàng nhận lời ngay, chắc chắn tôi sẽ tới. Ban đầu, vốn không có cuộc hẹn vào ngày hôm đó, cô ấy ra ngoài với một chiếc váy cốt tông rộng rãi, siêu bình thường, trong khi địa điểm tổ chức bữa tiệc là một nhà hàng với quy định về trang phục. Cô ấy đã rất buồn vì không thể tham dự bữa tiệc, và cho đến bây giờ, cô ấy vẫn chưa được gặp vị doanh nhân mà mình ngưỡng mộ. Cô ấy tự trách mình nhiều lần, tôi giận bản thân
vì khi đó đã không ăn mặc chỉnh tề. Chúng ta không thể biết cơ. Hãy chọn cho mình những bộ quần áo đẹp nhất để đảm bảo rằng bạn sẵn sàng đón đầu mọi cơ hội. Điều 5. Trình diễn thời trang một mình. Những người thành công biết rõ rằng điểm mạnh hiện tại của mình là gì, đánh giá bản thân một cách khách quan để nhìn nhận xem đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu, và nỗ lực để mọi người có thể nhìn thấy những điểm mạnh đó nhiều hơn. Về ngoại hình cũng vậy. Có một nữ doanh nhân luôn xinh đẹp. Khi tôi hỏi cô ấy, tại sao cô luôn có thể đẹp như vậy? Sau một chút phân vân, cô ấy trả lời, vì tôi luôn cố gắng ăn mặc phù hợp với bản thân của hiện tại. Trước đây, tôi đã từng nghe một nhân vật làm trong lĩnh vực liên quan đến thời trang nói rằng, mọi người luôn thay đổi mỗi ngày, nhưng nhiều người muốn ăn mặc thứ gì đó phù hợp. Dù bạn có tuổi, nhưng vẫn trông còn trẻ trung đi chăng nữa, thì màu sắc phù hợp với bạn ở độ tuổi 30 sẽ khác với màu sắc phù hợp khi bạn ở tuổi 50. Vì tuổi tác, nhưng dù những thứ thuộc về bản chất như lập trường hay không khí mà bạn mang lại có không thay đổi đi chăng nữa, thì vẫn có rất nhiều điều đang thay đổi. Tuy nhiên, có vẻ như nhiều người chọn những bộ đồ quá an toàn cho bản thân, vì họ cho rằng ăn mặc phù hợp đồng nghĩa với việc ăn mặc sao cho yên tâm. Trong số đó cũng có những người không thay đổi quần áo hay kiểu tóc so với thời còn trẻ vì họ muốn bản thân luôn giống như những gì đang ở thời kỳ tỏa sáng nhất. Mình bây giờ cũng có thay đổi gì so với thời còn trẻ đâu. Mặc dù những gì bạn đang làm là những điều mới mẻ với dự đoán về những thay đổi của thời đại, nhưng bạn vẫn tiếp tục trông giống như chính mình của ngày xưa. Đây không thể gọi là người có sức hút được. Bạn không cần phải trông mới mẻ, nhưng quyết định chọn trang phục mà không nhìn vào điểm mạnh của bản thân ở hiện tại, chẳng khác nào tự tay đánh mất sự tốt đẹp của chính mình. Những bộ trang phục làm toát lên được điểm mạnh của tôi bây giờ là một đồng minh mạnh mẽ không thể thiếu giúp cho bạn thể hiện bản thân mình. Và buổi tối ngày tôi mua quần áo, chẳng hạn như một chiếc áo sát kịch, khi tôi sắp tham dự một cuộc họp hoặc bữa tiệc, nơi tôi có những cuộc gặp gỡ mới, khi những bộ đồ mới mua kết hợp với nhau lại không phù hợp. Những lúc ấy tôi có một tấm gương lớn soi được toàn bộ cơ thể. Tôi sẽ đứng trước gương, vừa suy nghĩ về cách kết hợp mấy bộ đồ mới, vừa trình diễn thời trang một mình. Đầu tiên, hãy quyết định xem bạn muốn để lại ấn tượng gì cho đối phương. Tôi muốn họ thấy mình trông sắc sảo. Vì vậy, tôi chú ý tới hình thức tổng thể và sự cân bằng màu sắc khi kết hợp. Tạo cảm giác thống nhất để màu sắc không bị hỗn độn hơn là sức hút của từng chiếc quần hay áo riêng lẻ. Mọi người thường rất coi trọng thông tin tiếp nhận được từ thị giác. Vì vậy, dù cuộc trò chuyện của bạn có hay đến đâu, nhưng nếu thời trang của bạn không phù hợp, thì ấn tượng và diện mạo thiếu chỉnh chu đó vẫn sẽ rất mạnh và in sâu vào trí nhớ của đối phương. Việc bạn có để tâm chuẩn bị cho trang phục của mình hay không sẽ tạo nên sự khác biệt lớn trong ấn tượng của người đối phương bình tĩnh của buổi tối. Bạn có thể thực hiện nhiều kiểu phối đồ khác nhau và có thể tìm ra rất nhiều sự kết hợp tuyệt vời. Tìm được sự kết hợp quần áo đẹp đẽ sẽ khiến bạn cảm thấy vui vẻ hơn. Khi tự mình trình diễn thời trang, bạn sẽ nắm bắt được cách ăn mặc, và khi không có nhiều thời gian khiến bạn chọn trang phục nhanh chóng, gọn lẹ đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ phù hợp với hình ảnh của bạn muốn bản thân mình trở thành. Diện mạo là mặt ngoài cùng của nội tâm. Hãy tập thói quen chuẩn bị trang phục thật chỉnh chu từ buổi tối để nâng cao giá trị của bạn. Điều 6. Chuẩn bị tâm trí của bạn với các thành ngữ có 4 ký tự. Bạn có một thành ngữ 4 ký tự nào mà bản thân yêu thích không? Thành ngữ 4 ký tự là một cụm từ kết hợp từ 4 ký tự Hán tự với ý nghĩa nằm ở từng con chữ. Các võ sĩ sumo thường sử dụng những thành ngữ này như một khẩu hiệu để thể hiện tinh thần của chính họ trong các buổi lễ thăng hạng. Ozeki hạng nhất. Nhiều người trong số các bạn có thể đã được xem trên TV hoặc thông qua báo chí. Võ sĩ Takan Ohana Ozeki, thời kỳ bình thành, đã dùng bất nào bất khuất khi được thăng chức Ozeki, bất tích thân mệnh khi được thăng lên Shokojuna. Bất nào bất khuất có nghĩa là có tinh thần vượt qua mọi bức tường khó khăn. Và bất tích thân mệnh có nghĩa là không tiếc thân mình và cống hiến hết mình cho mọi việc. Thành ngữ 4 ký tự dựa trên giáo lý nhà Phật do những bậc vĩ nhân của Nhật Bản và Trung Quốc cùng những người thông thái nổi tiếng tạo ra, dựa trên trải nghiệm và sự học hỏi của bản thân. Rất nhiều thành ngữ trong số chúng được lưu truyền cho đến tận ngày nay, truyền đạt những điều con người nên học trong cuộc sống. Suốt hành trình nhân sinh, không ít thứ có thể trở thành cơ sở hoặc kim chỉ nam cho tâm trí của ta,
khi ta gặp phải những trở ngại hay bối rối trước những ngã rẽ cuộc đời. Trên thực tế, không chỉ các võ sĩ sumo mà cả các doanh nhân, vận động viên, nhiều lĩnh vực khác nữa đều dùng những thành ngữ bốn chữ làm phương châm sống. Tôi có ba thành ngữ bốn chữ yêu thích: an tâm lập mệnh, chủ nhất vô thích, điềm thoái hoãn tĩnh. An tâm lập nghiệp là hãy an yên, đừng vô tâm vô ích, cố gắng bình tĩnh và chờ đợi vận mệnh của mình. Nói cách khác, thành ngữ này có nghĩa là mọi việc xảy ra trước mắt ta là số mệnh hiển nhiên ta sẽ gặp phải. Ta không cần quá vui hay buồn về điều đó. Việc của ta là làm những gì tốt nhất có thể bây giờ để đạt được mục tiêu của mình và chờ đợi số mệnh quyết định. Chủ nhất vô thích là sự lựa chọn và tập trung vào một việc, là câu nói nhắc nhở bạn phải tập trung trở lại khi bạn làm một việc gì đó, nhưng hành động và suy nghĩ bị phân tán. Bạn không thể tập trung vào việc khiến mọi thứ không như ý. Điềm thoái hoãn tĩnh là trạng thái bình tĩnh, không gây chiến, thư thái và an tĩnh. Đây là câu nói truyền tải tầm quan trọng của việc, dù có thì cũng đừng để điều gì nảy sinh cả, không tranh chấp vô ích và giữ lấy sự điềm tĩnh của bản thân. Ba thành ngữ này là phương châm sống hiện tại của tôi và là kim chỉ nam cho tâm trí của tôi. Trong phòng của mình, tôi dán một tờ giấy có ba thành ngữ ấy lên tường và nhìn vào chúng một phút mỗi tối để kiểm tra xem suy nghĩ và hành động của mình có bị dao động hay không, và cũng là để xác nhận ổn định lại tinh thần. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, tôi nghĩ rằng sẽ không dễ để ta gặp được những thành ngữ mà mình tâm đắc và muốn coi như phương châm sống. Vì vậy, tốt nhất là đầu tiên, bạn hãy tìm những thành ngữ nào mà bạn ưng ý và xem chúng vào mỗi tối. Hãy chọn thành ngữ mà bạn muốn bản thân mình trở thành trong tương lai, và chỉ cần nhìn chăm chú vào chúng thôi sẽ giúp bạn có thể điều chỉnh lại tâm trí. Bằng cách điều chỉnh tâm trí và nhận thức được khoảng thời gian phía trước, bạn có thể trở lại con người thật của mình. Đây là một việc làm được khuyến khích để giữ tâm bình ổn. Điều 7. Đôi khi, hãy tự thưởng cho bản thân vì sự chăm chỉ của bạn mỗi ngày. Phụ nữ thường mua đồ ngọt cao cấp hoặc đến các tiệm chăm sóc sắc đẹp như một cách tự thưởng cho bản thân. Và hệ thống tự thưởng cho bản thân này thực sự rất hiệu quả và tuyệt vời. Trước đây, do tính chất công việc, tôi thường đến thẩm mỹ viện theo định kỳ. Tôi đã được massage bằng dầu toàn thân và massage xoa bóp. Và tôi ngạc nhiên rằng, phụ nữ trên thế giới đang thường xuyên nhận được sự chăm sóc thoải mái như thế này sao? Cơ thể của tôi rất thoải mái, đó là điều đương nhiên. Nhưng hơn thế, tôi rất hài lòng khi cảm thấy bản thân được chăm sóc đặc biệt. Tôi có một cảm giác sang chảnh, khó diễn tả bằng lời khi cơ thể của mình được chăm sóc một cách chuyên nghiệp. Lý do nữ giới đến thẩm mỹ viện và trở nên xinh đẹp là để bảo dưỡng diện mạo của mình và cũng để tăng sự khẳng định bản thân. Kể từ đó, khi tôi ở khách sạn tại Tokyo để tư vấn hoặc tham dự hội thảo, tôi cố gắng chăm sóc cơ thể cũng là để duy trì cơ thể. Nó thực sự giúp giảm mệt mỏi và làm mới cơ thể, mang lại cho tôi sức lực để hoạt động vào ngày mai và làm việc với hiệu suất tốt nhất. Ngoài ra, khi có thời gian, bạn có thể đến với suối nước nóng hoặc nơi có cây xanh bao quanh, có nhiều ion âm, tâm trí và cơ thể của bạn sẽ được giải phóng. Chỉ khi bạn có thể giải trí cho cơ thể và tâm trí của mình, bạn mới có thể tỏa sáng lại chính mình. Dù bạn có cố gắng cải thiện ngoại hình đến đâu, nhưng nếu cơ thể bạn mệt mỏi thì cũng không thể tỏa sáng được. Mặc cho bạn có cố gắng che giấu đến đâu, nhưng nếu bạn trông có vẻ mệt mỏi thì điều đó sẽ bị đối phương cảm nhận được. Bằng cách thư giãn cho cả thể chất và tâm hồn, bạn có thể sẽ phát huy được hết sức hút vốn có của mình và tạo ra được kết quả. Dù là ở trong công việc kinh doanh, bộ não của con người sẽ có tinh thần cố gắng khi được khen thưởng. Khi bản thân được chăm sóc, sự tự tôn, sự khẳng định bản thân trong bạn cũng tăng lên. Bởi vậy, nhất định hãy chăm sóc bản thân thường tự làm được cho bản thân ở nhà. Nhưng sau cùng, cảm giác đặc biệt mới là điều quan trọng. Vì vậy, bạn nên vươn vai một chút và thư giãn bản thân. Cơ thể của bạn sẽ phát huy được nhiều tiềm năng hơn và hoạt động tuyệt vời. Hết chương 2. Những việc làm vào buổi tối giúp tạo ra kết quả và hiệu suất tốt trong công việc. Chương 3. Những việc làm vào buổi tối giúp phát triển ý tưởng. Điều 1. Nghe nhạc chữa lành tâm hồn. Đôi khi thật khó để có thể đưa ra một ý tưởng. Những lúc như vậy, rất có thể não bạn đang mệt mỏi. Tôi thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều thông tin,
Từ khi thức dậy vào buổi sáng cho đến khi ngủ vào ban đêm, tôi liên tục nhìn vào điện thoại thông minh, và vì công việc tôi phải nhìn vào màn hình máy tính của mình cả ngày. Điều này đã đủ khiến cho não của tôi phải chịu đựng tương đối nhiều áp lực, dù tôi trải qua một ngày hết sức bình thường. Nếu bạn sử dụng bộ não của mình quá nhiều, đương nhiên nó sẽ mệt mỏi và không thể hoạt động như bình thường. Ngoài ra, các dây thần kinh tự chủ mà não kiểm soát cũng có thể bị ảnh hưởng. Các dây thần kinh tự chủ đóng vai trò kiểm soát các chức năng hỗ trợ sự sống của cơ thể và hoạt động 24/24. Nó được chia thành dây thần kinh giao cảm hoạt động khi cơ thể hoặc thần kinh phó giao cảm hoạt động khi cơ thể nghỉ ngơi vào ban đêm. Sự luân chuyển bình thường của hai dây thần kinh này giữ cho tâm trí của chúng ta được cân bằng. Tuy nhiên, nếu doanh nhân sử dụng não quá nhiều, nên các dây thần kinh giao cảm vẫn tiếp tục hoạt động, ngay cả khi đáng ra phải là thời gian hoạt động của các dây thần kinh phó giao cảm. Điều này sẽ khiến cho cả trí não lẫn trái tim của bạn kiệt sức và không thể nảy ra được những ý tưởng mới. Bạn cần nhận ra được điều này và để cho các dây thần kinh phó giao cảm làm việc. Âm nhạc chữa lành, Healing Music, có hiệu quả trong việc thúc đẩy các dây thần kinh phó giao cảm hoạt động. Âm nhạc chữa lành tạo ra sóng alpha. Sóng alpha có nhiều tác dụng khác nhau. Nó giúp thư giãn cơ thể và tâm trí, giảm căng thẳng và cân bằng các dây thần kinh tự chủ. Hơn nữa, gần đây, nó còn được cho rằng có tác dụng tăng cường miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật. Bằng cách nghe nhạc chữa lành khoảng 1 giờ trước khi ngủ, bạn có thể bật công tác hoạt động cho các dây thần kinh phó giao cảm, làm dịu đi căng thẳng ban ngày. Nó chữa lành tâm trí, não bộ và mang đến cho bạn một giấc ngủ lành mạnh. Tiến sĩ Shuichiro Shikawa, đại diện cho tổ chức nghiên cứu đánh giá giấc ngủ cho biết, não bộ là cơ quan dễ bị ảnh hưởng nhất bởi thiếu ngủ. Thiếu ngủ sẽ làm giảm mọi chức năng của não, bao gồm trí nhớ và tư duy logic. Một bộ não mệt mỏi sẽ không nảy sinh được những cảm hứng tuyệt vời. Cũng theo ông Shirakawa, trong khi ngủ, bộ não sẽ chỉ lập mục những thông tin được thu nhập vào ban ngày. Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ có chất lượng tốt, não của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Nó sẽ hoạt động hiệu quả và giúp bạn nghĩ ra những ý tưởng mới, nhờ vào việc tạo ra được những kết nối bất ngờ giữa những thông tin đã được sắp xếp. Bằng cách cho não bộ và tâm trí của bạn nghỉ ngơi mỗi tối, bạn sẽ định hình, sắp xếp được những thông tin đã tiếp nhận vào ban ngày và đưa ra những ý tưởng mới. Tôi khuyên bạn nên nghe âm nhạc chữa lành, bởi nó là thứ âm nhạc được tạo ra nhằm mang lại cảm giác an tâm và thư giãn cảm xúc. Tuy nhiên, tâm hồn lại khác nhau tùy thuộc vào từng người. Tôi thích nghe loại nhạc có nhịp điệu chậm rãi, nhạc không lời hoặc tiếng suối chảy róc rách và tiếng sóng biển. Nhưng một người quen của tôi lại nói rằng cảm thấy thư giãn và thoải mái nhất khi nghe nhạc heavy metal, một thể loại nhạc rock. Hãy chọn cho mình một bài hát mà bạn cảm thấy thư giãn nhất khi nghe. Bạn sẽ có một giấc ngủ ngon bằng cách nghe âm nhạc chữa lành 1 giờ trước khi ngủ. Hãy để cho não bộ của bạn nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ. Điều 2. Đặt một quyển sổ ghi chú Omega Memo trên đầu giường. Khi bạn vừa tỉnh giấc và có một chút mơ màng, cảm giác thật dễ chịu. Thời điểm mơ hồ khi bạn còn ngái ngủ khá giống với trạng thái khi thiền định, giúp bạn dễ dàng nảy ra nhiều ý tưởng phong phú. Những ý tưởng nảy ra trong đầu lúc này không phải được hình thành từ những suy nghĩ theo kiểu lý thuyết, mà là những sáng tạo được tự do nảy sinh từ tiềm thức. Bởi vậy, chúng có thể là những ý tưởng hết sức tuyệt vời. Những phát minh và khám phá vĩ đại làm lay động cả thế giới lại không phải được nghĩ ra khi họ chôn chân cả ngày trong phòng thí nghiệm, mà là chúng nảy nở một cách tự nhiên sau khi cơ thể họ được thư thái. Chú thích: Omega Memo. Trong tiếng Nhật, Omega có nghĩa là tỉnh giấc, Memo có nghĩa là ghi chú. Có thể hiểu đơn giản, Omega Memo là một quyển sổ để bạn có thể ghi chú lại những gì bất chợt nảy ra trong đầu vào thời điểm vừa thức dậy. Não trái của chúng ta thu nhập các thông tin vào ban ngày và nó sẽ sản sinh ra các ý tưởng sau khi nó được thư giãn vào buổi tối. Bởi vậy, nó còn gọi là Night Science, tạm dịch, khoa học buổi tối. Dựa trên logic này, thời điểm buổi sáng ngủ dậy là lúc bạn rất dễ nảy ra các ý tưởng, thậm chí có thể nói là thời điểm vàng của các ý tưởng. Điều này là do nhiều thông tin thu được khi ta đọc sách hoặc xem video ngày hôm trước được đưa vào não trái, và sau thời gian thư giãn nhất định, được gỡ phải vào buổi sáng ngày hôm sau. Sẽ thật lãng phí khi kết thúc điều gì đó nảy ra trong đầu bạn chỉ ở mức một ý tưởng. Để sự lãng phí ấy không xảy ra, hãy chuẩn bị một quyển sổ ghi chú Omega Memo.
quyển sổ ghi chú Omega Memo thực chất là vợt để bạn có thể ghi chép nhanh chóng những ý tưởng nảy sinh trong đầu của bạn khi vừa mới thức dậy vào buổi sáng. Tôi khuyên bạn nên sử dụng sổ ghi chú với mẫu giấy trơn hoặc có kẻ ô vuông lớn một chút để có thể viết thoải mái. Nhưng bạn cũng có thể sử dụng bất cứ một mẫu sổ ghi chú nào mà bạn thích, sau đó bạn hãy chuẩn bị bút. Điều cực kỳ quan trọng đối với một ý tưởng là độ tươi mới. Nếu bạn nảy ra một ý tưởng, đừng vội ghi sâu về nó, chỉ cần ghi chú nó lại đã. Bạn nghĩ rằng phải sắp xếp xong xuôi trong một lần, sau đó tổng hợp lại thì mới tạo ra một ý tưởng hay. Nhưng theo thời gian, bạn có thể sẽ quên mất ý tưởng ấy, hoặc những cảm xúc thông thường, những phán đoán dựa trên lập trường của bạn, vân vân, được đưa vào và làm cho ý tưởng ban đầu não chúng ta ở giữa ranh giới của thực tế và mơ hồ. Vì vậy, nhiều khi nó giúp ta nghĩ ra những điều mà bình thường chúng ta không nghĩ đến. Hãy viết vội những ý tưởng lóe lên trong đầu của bạn trước khi bị những suy nghĩ thông thường xen vào. Chúng có khả năng cao sẽ trở thành những ý tưởng và khám phá lớn. Điều bạn không thể thiếu ở đây đó là một quyển sổ ghi chú Omega Memo. Điểm lưu ý khi ghi chú là chỉ viết nhanh chóng những từ khóa mà bạn nghĩ đến, không đưa logic hay cảm xúc thông thường vào. Khi bạn viết nó ra, công việc của bạn tạm thời đã hoàn thành. Sau đó, khi bạn nghĩ về các kế hoạch hoặc lúc có thời gian, hãy nhìn lại những viên đá thô mà bạn đã viết ra và phát triển chúng hơn nữa. Việc kết hợp những viên đá thô ấy và một ngày hoàn toàn khác có thể sẽ tạo nên những ý tưởng lớn. Trước đây, có lần từ khóa Three Prizes xuất hiện trong đầu tôi khi tôi thức dậy vào buổi sáng. Thế rồi tôi viết vội nó vào Omega Memo. Sau đó tôi nhìn lại bản ghi nhớ và phát triển thành một ý tưởng Prize và kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Thời điểm phôi thai và thời điểm thăng hoa trở thành một ý tưởng là khác nhau. Khi bạn gặp khó khăn trong việc phát triển một ý tưởng, bạn có thể nảy ra một ý tưởng tiếp theo bằng cách xem lại Omega Memo. Bất kỳ suy nghĩ nào được nảy ra cũng có thể là hạt mầm của các ý tưởng. Hãy đừng bỏ lỡ chúng. Điều 3. Ăn những gì bạn thích, ở những nơi bạn thích. Ý tưởng là thứ mà khi bạn càng cố gắng suy nghĩ cho ra, thì chúng lại càng khó xuất hiện. Ngay cả khi cố nghĩ ra đi nữa, thì ý tưởng đó cũng giống như là một thứ chúng ta đã thấy ở đâu đó, hoặc đó cũng sẽ không thú vị vì bị ràng buộc bởi lẽ thường và khuôn mẫu của bản thân. Người ta thường nói, ý tưởng tốt là thứ từ trên trời rơi xuống. Bất ngờ là đặc trưng lớn cho sự xuất hiện của những ý tưởng. Tuy nhiên, khi bạn cứ chờ đợi các ý tưởng rơi xuống như vậy, nếu chúng chưa rơi xuống thì bạn cũng không thể làm gì tiếp được. Chúng ta cần tạo ra một môi trường nơi các ý tưởng có thể xuất hiện. Tôi có đặt một nhà. Khi muốn mua một chiếc sofa mà tôi có thể thư giãn và chỉ sử dụng cho riêng mình, tôi đã liên tục tìm kiếm và mua bằng được. Đó là chiếc ghế mà tôi rất thích. Chiếc ghế sofa này là nơi để tôi chờ đợi những ý tưởng, vì những gì liên quan đến công việc, như dùng máy tính chẳng hạn, đều được thực hiện tại bàn làm việc rồi. Lúc đầu tôi mua nó vì tôi nghĩ rằng nó sẽ tiện cho việc xem TV. Nhưng có lúc tôi vẫn ngồi đó, dù không có mục đích gì đặc biệt cả, và nhiều thứ nảy ra trong đầu tôi. Đó có thể là một cuộc trò chuyện với một người bạn, một điều liên quan đến công việc, hoặc về sự kiện hôm trước, một người đã cùng nhau đi chơi, vân vân. Tôi cũng không biết tại sao mình lại nhớ đến những thông tin này, nhưng khi đuổi theo những ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu, tôi bỗng cảm thấy bê tắc. Khi tôi thử tập trung một cách có ý thức vào những gì mình vừa nghĩ tới, tôi đã cảm thấy ở đó mầm mống của những ý tưởng. Điều này đã xảy ra nhiều lần kể từ đó. Thậm chí một số ý tưởng mà tôi nảy ra khi ngồi trên ghế sofa đã trở thành một mô hình kinh doanh mới, giúp mở rộng khả năng đáng kể. Bây giờ, khi tôi muốn nghĩ ra các ý tưởng, tôi ghi nhớ trước thông tin liên quan đến ý tưởng mình muốn. Sau đó, ngồi trên chiếc ghế sofa này với chút đồ uống yêu thích. Và vì là buổi tối, đôi khi tôi có thể uống chút rượu và đồ nhắm, rồi chìm trong những suy nghĩ. Thay vì hăng hái theo kiểu, mình sẽ nghĩ về điều này, điều kia, tôi đã rất mệt mỏi sau một ngày làm việc. Vì vậy, tôi không làm gì quá sức cả, vì chờ đợi trong trạng thái mơ hồ. Những mẫu thông tin mà tôi có trong đầu cứ hiện lên, và sau đó, những hạt giống ý tưởng này nở không ngừng. Trong số đó, những ý tưởng có thể trở thành các kế hoạch. Tại sao tôi lại không chọn lên ý tưởng tại chiếc bàn làm việc của mình, mà lại lên ý tưởng trên một chiếc sofa? Có lẽ vì những lý do sau đây. Bàn làm việc có chức năng là để làm việc, nên khi ngồi vào đó, cơ thể tôi sẽ tự động chuyển sang chế độ làm việc. Và khi đó tôi sẽ nghĩ về mọi thứ theo lối suy nghĩ của công việc, sẽ bị ràng buộc bởi những thứ như: ôi, mình bắt buộc phải làm nó thôi. Hoặc, mình nhất định phải đưa cái này vào. Mặt khác,
không giống như bàn làm việc, ghế sofa đơn không có vai trò cố định. Nó được thiết kế để thư giãn, bởi vậy nó sẽ giúp bạn có thể thả lỏng tâm trí và cơ thể, bước vào thế giới của riêng mình và thoải mái suy nghĩ mà không ai, không điều gì có thể làm phiền. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi các loại đồ ăn, thức uống và những nơi nào sẽ thúc đẩy năng động hóa não bộ dễ dàng, nhà khoa học về não bộ Kenjiro Moji nói: "Không có thứ gì đặc biệt để nêu ra ở đây cả. Ta chỉ cần ăn uống thứ ta thích, ở nơi ta thích là được. Chỉ cần ăn những món bạn thích, ở trong một không gian mà bạn thấy thoải mái và chờ đợi, bộ não của bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái và các ý tưởng sẽ được nảy sinh. Hãy tạo ra nơi yêu thích của bạn để có thể ở một mình và chờ đợi các ý tưởng." Điều 4. Có thời gian ở một mình trong ngày để ở một mình. Các nghiên cứu ở Hoa Kỳ cho rằng, mọi người làm việc hiệu quả khi họ ở một mình hơn là khi họ ở cùng ai đó. Điều này là do khi có ai đó ở gần, họ hành động trong khi chú ý đến ánh mắt của người khác, dẫn đến việc không thể làm hết sức mình. Nhà triết học người Hy Lạp cổ đại Aristotle từng nói, con người là một sinh vật xã hội, mọi người đều dành thời gian của mình để đóng vai trò được giao. Làm cha, làm chồng, làm con, làm sếp, cấp dưới, vân vân. Chúng ta đang dành cả ngày để làm những gì mà mỗi vai trò đó yêu cầu. Khi nhập vai, ta vô tình đưa ra các quyết định khác nhau, tùy thuộc vào vai trò của mình. Khi ở bên con, tôi vô tình nghĩ, với tư cách là một người cha, mình nên đưa ra quyết định như thế nào? Khi ở cùng nhân viên tại công ty, tôi nghĩ, mình nên đưa ra quyết định như thế nào với tư cách là một nhà lãnh đạo? Bạn càng có ít thời gian để suy nghĩ về việc, với tư cách cá nhân, mình phải quyết định như thế nào? Bất kể bạn có vai trò gì, bạn vẫn là bạn. Bạn cần thời gian để nhận thức và trở thành chính mình với tư cách là một cá nhân. Trong tâm lý học, người ta nói rằng, bạn ở một mình không chỉ là khi ở trong một khoảng không gian nhất định như phòng riêng, mà ngay cả khi bạn được bao quanh bởi một đám đông, là những người lạ mà không hề quen biết, đó cũng là trạng thái ở một mình, và tâm hồn của bạn vẫn có thể cảm thấy thư giãn. Khi tôi thực sự muốn suy nghĩ về điều gì đó, tôi chọn không gian một mình hoặc không gian đông đúc được vây quanh bởi những người xa lạ. Tôi cũng từng được hỏi rằng, liệu việc có người khác ở xung quanh có khiến tôi phân tâm không? Nhưng thật ra, vì không ai để ý đến mình, nên tôi cũng chẳng phải lo lắng về họ. Vì những lúc ấy, bạn không phải đóng một vai trò nào cả. Bạn có thể là chính mình và làm nhiều thứ, chẳng hạn như trầm ngâm suy nghĩ hay viết bản thảo, vân vân, mà không cần bận tâm đến xung quanh. Việc dành chút thời gian ở một mình vào buổi tối thể tập trung hơn, vì bạn có thể làm việc mà không bị ai quấy rầy. Ngoài ra, bạn sẽ không bị làm phiền, ví dụ như sự tồn tại, vai trò, ý thức của người khác, nên bạn có thể thoải mái suy nghĩ. Ngoài ra, việc ở một mình như vậy cũng rất thích hợp để giải tỏa những mệt mỏi về thể chất và tinh thần tích tụ trong ngày hôm đó. Bằng việc ở một mình, bộ não của bạn sẽ hiểu rằng thư giãn lúc này là hoàn toàn ổn và cho phép bạn nghỉ ngơi. Và trên hết, bạn có thể thư giãn và tận hưởng việc là chính mình. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn và nhìn lại bản thân mà không phải ngần ngại ai cả. Làm như vậy, bạn sẽ không mất đi bản sắc của chính mình. Bạn có thể dành thời gian ở một mình, ngay cả vào ban ngày. Nhưng vì đó là khoảng không gian phải hoạt động, làm việc nên khó có thể rời bỏ hoàn toàn các vai trò của mình và dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Vì vậy, thường khó có trạng thái ở một mình được. Tôi khuyên bạn nên dành thời gian một mình vào buổi tối vì nó đem lại. Nếu bạn sống cùng gia đình, có thể sẽ rất khó có thể ở một mình. Trong trường hợp như vậy, bạn có thể ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu hoặc lên giường sớm hơn trước khi đi ngủ vào buổi tối. Hãy là chính mình mỗi ngày một lần. Điều 5. Nghĩ về những gì sẽ nói vào ngày mai. Gần đây, giá trị của lễ tập trung chào hỏi buổi sáng Chorei đã được xem xét lại. Để nâng cao sức mạnh đội ngũ của mình, một số công ty từng xóa bỏ nghi thức này đã khởi động lại nó. Một công ty mà tôi gặp trước đó đã tiến hành một lễ Chorei từ xa do cơ hội gặp gỡ của các nhân viên đã giảm xuống vì chuyển sang làm việc từ xa. Phong cách của Chorei khác nhau giữa các công ty, nhưng thường mọi người sẽ luân phiên phát biểu. Hãy nghĩ về những gì bạn sẽ nói trong buổi Chorei ngày mai, ngay từ tối hôm nay. Bởi vì mới sáng ra nên mọi người sẽ không thích mấy câu chuyện dài dòng hay những chủ đề nặng nề. Ngoài ra, tôi khuyên bạn nên nói về những chủ đề tích cực sẽ hơn là những câu chuyện phàn nàn hay châm biếm mỉa mai.
Chủ đề có thể là những điều trở thành tâm điểm dạo gần đây, những câu chuyện hay mà bạn biết được từ sách vở, hoặc những câu châm ngôn mà bạn thấy trên mạng, vân vân. Dù bạn nghĩ nó như thế nào đi chăng nữa, câu chuyện bạn nói sẽ không có ý nghĩa nếu như nó không có ích gì cho mọi người tham gia buổi story đó. Ngoài ra, hãy nghĩ xem, nội dung bạn định nói có gây khó chịu hay không, loại phản ứng mà bạn muốn nhận được từ mọi người và cách truyền tải nội dung đó. Thêm nữa, vì thời gian để nói có hạn, nên điều quan trọng là làm thế nào để truyền đạt câu chuyện. Chú thích, story là một trong những nét văn hóa làm việc thể hiện rõ tinh thần đoàn kết của người Nhật. Để điều chỉnh cách nói sao cho có thể truyền đạt được câu chuyện trong một khoảng thời gian giới hạn, bạn cần năng lực kể chuyện và năng lực tưởng tượng. Bằng cách lặp lại ý nghĩ về những gì sẽ nói vào ngày mai, năng lực trình bày và năng lực tưởng tượng của bạn cũng sẽ được trau dồi. Một ít chủ đề trò chuyện cũng là một trong những cách để nâng cao giá trị bản thân của bạn. Trong khi suy nghĩ về những chủ đề cho buổi story, các ý tưởng mới có thể sẽ xuất hiện. Ý tưởng là thứ được tạo ra bằng cách nhấn một công tắc gọi là cơ duyên. Điều 6. Xem một vài nội dung mới mẻ trên YouTube. Điều không thể thiếu cho một ý tưởng tốt là thông tin. Dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn tiếp tục làm việc mà không quên đi bước thu nhập thông tin. Nhờ đó, công việc kinh doanh của tôi vẫn có thể tồn tại và phát triển. Tất nhiên, hiện tại tôi vẫn đang thực hiện công việc thu nhập thông tin. Nhưng gần đây, phương pháp thu nhập thông tin của tôi đã thay đổi. Trước kia, tôi chỉ tiếp thu thông tin có chất lượng tốt từ những nguồn chuyên nghiệp, chính thống như là truyền hình, báo chí, sách hoặc từ thực tế, là những người bạn của tôi đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên gần đây, tôi đã thu nhập thông tin trên cả SNS, mạng xã hội và YouTube. Vì thông tin trên những nguồn đó được tạo tối thiểu, nên ta có thể biết được nhiều thông tin mới lạ và mang tính thử thách mà không thể biết ở bất kỳ nơi nào khác, và từ đó ta cũng được truyền cảm hứng. Lý do khiến tôi bị thu hút bởi YouTube là vì tôi đã tìm đến nó khi đang nghiên cứu. Tôi đã sử dụng rất cẩn thận chiếc đồng hồ Solex mà mình mua khi tôi chừng 20 tuổi. Và có thời điểm, một khách hàng quen thuộc của Solex đã đề nghị tôi kiểm tra giúp họ giá trị hiện tại của những chiếc đồng hồ này. Ngay lập tức, tôi đến Tokyo để làm việc. Sau khi xem định giá, tôi nhận ra rằng giá trị của những chiếc Solex cao gấp 3 lần khi tôi mua nó. Tại sao giá trị của nó lại tăng như vậy? Khi tò mò, tôi bắt đầu tìm kiếm trên Internet và phát hiện ra trên YouTube rằng chiếc Solex của tôi có một hiện tượng bí ẩn. Tôi biết rằng đồng hồ của các cửa hàng nhập khẩu Rolex đã được bán tại các tiệm đồ cũ lại có giá đắt hơn 1 triệu yên so với hàng mới mua tại các cửa hàng Rolex chính hãng. Bạn không thể tìm thấy các loại thông tin này trên đường. Rất ngạc nhiên, tôi đã tìm thấy trên YouTube bài giải thích hiện tượng bí ẩn này một cách hết sức kỹ càng. Và tôi có thể hiểu ra ngay vấn đề khi là một người nghiệp dư. Sau khi thêm những thông tin ấy, tôi đã rất hứng thú với sự biến động giá cả của Rolex và thêm kiến thức cho việc tổ chức một buổi hội thảo về chủ đề chiến lược quản lý thương hiệu học được từ Rolex tại cuộc họp trực tuyến của tôi. Kể từ đó, tôi đã xem YouTube một mình vào buổi tối và tìm kiếm các cơ hội ở đó. Hiện tại tôi cũng sản xuất nội dung YouTube và các cuộc họp trực tuyến. Bên cạnh đó, trên YouTube, các kênh được tạo ra và truyền tải dựa trên nhiều quan điểm khác nhau. Cũng có những kênh cung cấp thông tin khá sâu về một lĩnh vực. YouTube được kỳ vọng sẽ trở thành nơi quy tụ nhiều người dùng trong tương lai. Nhưng vì các video ở đây được tạo nên chỉ đơn thuần mang tính cá nhân, nên một số không có tính linh hoạt hoặc thiếu sự chắc chắn. Tuy nhiên, nếu chỉ lo ngại về điều đó mà nghĩ rằng không thể tin dùng YouTube và bài trừ nó thì thật là cụ hữu hiệu để hiểu thế giới có những nhu cầu gì. Và chắc chắn rằng, nó là nơi mà bạn có thể tìm hiểu một thế giới chưa biết, thế giới mà bạn không thể nhìn thấy chỉ bằng một cách trải qua một ngày bình thường. Trong thời đại cần phải có chất riêng, không gì tốt hơn việc bạn phải đưa ra được những ý tưởng. Điều quan trọng là làm sao để hòa hợp. Bạn có thể loại bỏ các rủi ro trên YouTube bằng cách không coi nội dung của YouTube là những ý tưởng thực sự. Bạn chỉ xem đó là mầm mống của ý tưởng thôi. Và ta phải làm việc thật nghiêm túc để biến chúng trở thành những ý tưởng thực sự trong công việc. Khi cần nghiên cứu điều gì đó hoặc cần đưa ra ý tưởng, trước tiên, bạn không nhất thiết phải đưa ra quá nhiều giới hạn. Hãy cứ lần lượt tìm kiếm các video trên YouTube và bạn có thể nhìn thấy sự chuyển động của thế giới. Bạn sẽ nhận được rất nhiều thông tin mà bạn không thể có được ở bất kỳ một nơi nào khác. Điều 7. Đi ăn món ngon.
Tôi thường xuyên đến những nhà hàng nổi tiếng để ăn những món ngon. Thường thì tôi sẽ đến những nhà hàng vào những ngày có thể đặt chỗ trước, nhưng tôi cũng sẽ đi nếu gặp khó khăn trong việc đưa ra các ý tưởng công việc. Nếu bạn không thể nảy ra ý tưởng một cách dễ dàng, có thể là do các giác quan của bạn đã trở nên đờ đẫn vì quá mệt mỏi và chúng cần phải được kích hoạt lại. Ăn những món ăn ngon sẽ kích thích 5 giác quan của bạn, đặc biệt là vị giác, thị giác và khứu giác. Bạn cũng có thể học hỏi được điều gì đó có ích trong công việc bằng cách trải nghiệm dịch vụ tiếp đãi khách hàng hạng nhất. Trên hết, đồ ăn ngon giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Đồ ăn ngon sẽ là phần thưởng cho sự nỗ lực của bạn, vừa để thư giãn, vừa để động viên bản thân. Bằng cách tạo ra những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta kích thích các giác quan và đánh thức não bộ ý tưởng của mình. Bằng cách tạo ra những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta kích thích các giác quan và đánh thức bộ não ý tưởng của mình. Khi được, ngay cả khi chưa nảy ra ý tưởng lập tức, bộ não cũng sẽ bắt đầu chuyển động để nhìn xa hơn, suy nghĩ rằng liệu mình có thể làm được gì nhỉ? Ngoài ra, tôi cũng cố gắng tận dụng cơ hội này để trải nghiệm những gì mà tôi đã được giới thiệu. Chẳng hạn như, việc ra đời của một khách sạn nổi tiếng có nhiều điều thú vị. Một cửa hàng làm ăn phát đạt có lý do để trở thành phát đạt như vậy, và cũng sẽ có vô vàn điều để khám phá. Tuy nhiên, nếu trong lúc ăn, bạn nghĩ quá nhiều về việc liệu bộ não của mình đã chuyển động chưa nhỉ? Hoặc các ý tưởng có đang vang lên trong não bộ không? Thì khi ấy, vị ngon của đồ ăn và sự kích thích sẽ giảm đi một nửa, và nó sẽ không thể kích thích các giác quan nữa. Hãy tận hưởng bữa ăn của bạn bằng tất cả trái tim. Tôi khuyên bạn nên đi ăn những món ngon tại các nhà hàng đang làm ăn phát đạt, bởi việc này sẽ cùng lúc mang lại cho bạn những điều có thể học tập, phần thưởng cho bản thân và thêm nữa là xây dựng các mối quan hệ xã hội, tham gia hội thảo của các tác giả có sách bán chạy nhất. Nhiều người sẽ đọc sách để trau dồi ý tưởng và phát triển sự tự tin của họ. Trên thực tế, việc đọc một cuốn sách có thể mang lại cho bạn rất nhiều bài học và cảm hứng. Nếu bạn đọc một cuốn sách mà có ấn tượng sâu sắc với nó, bạn nên đến gặp mặt trực tiếp tác giả. Đặt mình vào cùng một không gian và hít thở chung một bầu không khí, bạn có thể hiểu sâu hơn những tâm tư, suy nghĩ của tác giả. Đồng thời, có thể nghe những câu chuyện chỉ có ở đây mà trong sách không hề viết. Bạn sẽ gặt hái được vô số điều. Trong những câu chuyện chỉ có ở đây, chúng ta thường nghe những câu chuyện về sự thất bại của tác giả, về những khó khăn trước khi mọi thứ trở nên thuận lợi. Bằng cách lắng nghe trải nghiệm của một người đã bước ra được khỏi thất bại và lo lắng qua lời kể của chính họ, ta có thể cảm nhận được sự vĩ đại và nhận về rất nhiều dũng khí cũng như năng lượng. Tôi hiện được gọi là nhà sản xuất của người đàn ông số 1 thế giới và điều này một cuốn sách. Khi đó tôi có đọc một cuốn sách kinh doanh viết về Soichiro Yokoshi, người sáng lập công ty Kita Fujisen, công ty chiếm tới 40% thị phần thế giới. Tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện khiến anh ấy trở thành người giỏi nhất thế giới, và ngay lập tức tôi đọc cuốn sách của anh, cũng như xem DVD bài giảng. Tôi đã trở thành một fan lớn của những điều tuyệt vời mà mình tiếp thu được. Sau đó, tôi đã quyết định sản xuất một cuốn sách, vì tôi viết về anh Yokoshi trong tác phẩm đầu tay đó của mình. Tôi gửi tới anh cuốn sách kèm thêm một lá thư chào hỏi, và rồi tôi đã có cơ hội được gặp anh. Kể từ thời điểm đó, mối quan hệ giao thiệp bắt đầu. Trong khi tôi đang cung cấp nhiều hỗ trợ khác nhau, anh Yokoshi đã tin tưởng và đề nghị với tôi rằng, cậu hãy giúp tôi phát triển hơn đi. Và tôi đã quyết định tạo ra người đàn ông số 1 thế giới. Trong khi trò chuyện với anh Yokoshi, tôi đã nhận thức và học hỏi được nhiều điều. Hiện tại, ngoài công việc quản lý công ty, tôi đang làm nhiều công việc khác nhau. Nhưng những gì tôi học được từ anh bằng việc được trò chuyện với các tác giả có sách bán chạy nhất, bạn có thể nhận ra những điều mà bạn chưa bao giờ biết đến trước đây. Ngoài ra, những người tham gia các buổi hội thảo đó cũng giống như bạn. Họ cũng có cảm nghĩ đó và dành cho tác giả nên mới cất công tới đây. Bởi vậy, có khả năng mọi người sẽ trở thành những người quen hoặc bạn bè có thể chia sẻ cảm nhận với nhau. Từng có một tác giả sở hữu cuốn sách bán chạy nhất đã kết hôn với một người hàng xóm khi họ gặp nhau tại một buổi hội thảo kỷ niệm xuất bản. Những cuộc gặp gỡ thay đổi cuộc đời có thể xảy ra. Khi tôi trở thành một tác giả, tôi thực sự vui mừng vì các độc giả đã đọc cuốn sách của tôi và họ dành thời gian đến tham dự hội thảo. Tôi luôn cố gắng hết sức để truyền đạt những bí quyết và suy nghĩ của mình tới người nghe, mong họ thu được một điều gì đó và không phải hối hận khi tham gia. Tại nơi, bạn có thể trao đổi trực tiếp với tác giả.
phần giải đáp thắc mắc sau hội thảo, buổi ký tặng, buổi gặp gỡ, bắt tay với người nổi tiếng, vân vân. Nếu bạn có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc nào, giải đáp tận tình nhất. Sau buổi hội thảo, tôi cố gắng tổ chức một buổi gặp gỡ giao lưu để tạo cơ hội nói chuyện trực tiếp với các độc giả và những người tham gia hội thảo. Ngoài ra, điều ít được biết đến hơn đó là những tác giả kết nối với độc giả của mình và tiến hành nhiều dự án khác nhau. Một tác giả là người quen của tôi. Tác giả đó đã có cuộc trò chuyện với một người từng tham gia hội thảo của mình, và giờ đây họ đang tiến hành một cuộc hợp tác doanh nghiệp. Sự hiện diện của bạn có thể dẫn đến những ý tưởng cho tác giả. Nếu chỉ dừng lại ở việc đọc một cuốn sách là xong thì thật lãng phí. Chúng ta hãy tạo ra nhiều cuộc gặp gỡ mới. Điều 9. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao và không nghĩ ngợi gì cả. Gần đây, chánh niệm là bén rễ và đời sống của con người. Chánh niệm là một lối sống coi trọng bây giờ và ở đây, tại thời điểm này. Kể từ khi nó được đưa vào để đào tạo nhân viên tại các công ty ở thung lũng Silicon, điển hình là Google, nó cũng đã được đưa vào bài đặt ở Nhật Bản. Hiệu quả được chứng minh cả trong khoa học não bộ và các thí nghiệm của một nhóm nghiên cứu tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ đã thu hút được sự chú ý của toàn thế giới. Chánh niệm, coi con người là một phần của vũ trụ. Đó là bởi vì khi ý thức được rằng bạn đang thuộc về bây giờ và ở đây, tại thời điểm này, trong thế giới rộng lớn và lịch sử lâu dài này, bạn có thể trở về với con người thật của mình mà không bị ràng buộc bởi những điều nhỏ nhặt trước mắt. Ngay cả trước khi chánh niệm trở nên phổ biến, tôi thường xuyên làm những việc để hòa hợp với vũ trụ, để mang sức mạnh của vũ trụ vào cơ thể mình. Cách làm vô cùng đơn giản. Vào buổi tối, khi bạn có thể nhìn thấy các vì sao, hãy đi ra phía trước nhà hoặc ban công cũng được. Dang rộng hai tay hướng lên bầu trời đầy sao và thì thầm trong lòng, hoặc chỉ cần thiền định. Hãy đổ xuống cho tôi năng lượng vô hạn của vũ trụ. Sau đó, bạn sẽ có cảm giác rằng năng lượng có một luồng ánh sáng lớn từ bầu trời chiếu xuống, đi từ đỉnh đầu vào cơ thể khác nhau. Nhưng đột nhiên, sẽ có một khoảnh khắc bạn quên đi thế giới thực. Lúc này, suy nghĩ dừng lại trong giây lát và được thiết lập lại. Buổi tối, bạn đã bao giờ ngâm mình trong bồn tắm ngoài trời và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bầu trời đầy sao? Bất chợt quên đi mọi bất an và phiền não đang xâm chiếm đầu óc, dù chỉ trong phút chốc hay chưa, bạn nên thử làm điều này một cách có ý thức. Một số người có thể không tin những câu chuyện kiểu như trên. Trên thực tế thì có rất nhiều người như vậy. Tuy nhiên, khi một người phụ nữ nửa tin nửa ngờ thử tắm bồn như thế, cô ấy đã rất ngạc nhiên rằng tâm trí của mình đã ổn định lại, phiền não và bất an cũng đột nhiên tan biến, và cô ấy trở nên tích cực hơn. Nó giống như là nguồn điện đã được sạc. Nếu không tin, bạn hãy thử xem. Bạn chắc chắn có thể cảm nhận được năng lượng tuyệt vời từ vũ trụ. Không có ý tưởng nào được sinh ra khi năng lượng đã cạn kiệt. Hãy nạp năng lượng vũ trụ của bạn một cách thường xuyên để tạo ra những ý tưởng bất tận. Hết tối giúp phát triển ý tưởng. Chương 4. Những việc làm vào buổi tối giúp cải thiện tức thì mối quan hệ giữa bạn và mọi người. Điều 1. Cảm ơn những người mình đã gặp hôm nay. Nhiều người thành công có thói quen bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên và những người xung quanh. Họ nói lời cảm ơn trực tiếp với những người họ gặp mặt và nói lời cảm ơn trong trái tim với những người không thể gặp. Konosuke Matsushita, người được mệnh danh là vị thần quản trị, viết trong cuốn sách của mình rằng: nếu bạn cứ đem theo phàn nàn, bất mãn và rải thứ chất độc ấy ra xung quanh, hiệu quả kinh doanh của bạn chắc chắn sẽ xấu đi. Ngược lại, bạn càng biết ơn những người xung quanh đã ủng hộ, giúp đỡ bạn, thì tỷ lệ thành công của bạn lại càng cao. Mỗi sáng, tôi đều cảm ơn tổ tiên, cha mẹ và thắp nén hương cầu nguyện cho gia đình cùng mọi người xung quanh mọi điều tốt đẹp với lòng biết ơn sâu sắc. Thật kỳ diệu, kể từ khi tôi bắt đầu áp dụng thói quen này, công việc kinh doanh của tôi đã trở nên rất thuận lợi. Vì phạm vi công việc tác với nhiều người khác nhau, vậy nên mỗi tối tôi bắt đầu thói quen cảm ơn những người mình đã gặp, vị khách hàng mà tôi đã tư vấn, đối tác kinh doanh đã tổ chức cuộc họp kinh doanh, giáo viên tiếng Anh và nhân viên đã phục vụ rất tốt tại quán cà phê. Tôi nhắm mắt lại, nhớ về khuôn mặt của những người tôi đã gặp và nói lời cảm ơn trong trái tim. Đương nhiên, tôi sẽ cảm ơn họ ngay tại nơi gặp mặt, nhưng tối đến tôi lại cảm ơn một lần nữa, vì mọi thành công và kết quả đều đến từ con người. Sau khi áp dụng thói quen cảm ơn này, dù ngày hôm đó tôi kết thúc buổi gặp gỡ với đối phương trong tâm trạng khó chịu đi chăng nữa,
thì tâm trạng ấy cũng sẽ được xóa bỏ và cảm giác tôn trọng đối phương đã được nảy sinh. Kết quả là các mối quan hệ với những người xung quanh tôi đã được cải thiện đáng kể. Và bây giờ tôi thậm chí không giữ trong mình cảm giác khó chịu với ai nữa. Mặc dù không có cơ sở khoa học nào, nhưng việc kết thúc một ngày với lòng biết ơn khiến tôi cảm thấy bình tâm và mang theo tâm trạng an yên khi ngủ. Phải chăng vì vậy tôi có thể thức dậy khoái? Một người quen của tôi là nhà kinh doanh. Mỗi tối anh ấy đều ghi nhớ trong lòng tên của tất cả những ai đã nhấn thích vào bài đăng của mình trên Facebook vào ngày hôm đó. Và cuối cùng nói lời cảm ơn. Những người thành công nổi tiếng đến tham khảo ý kiến của anh ấy, đó là cách bạn được tin tưởng. Khi bạn bận rộn, bạn có thể vô tình quên đi cảm giác biết ơn của mình. Bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp miệng thì nói cảm ơn về để giúp tôi rất nhiều, tôi rất cảm kích, nhưng trái tim lại không cảm nhận được cảm giác biết ơn không? Để tránh điều này, bạn nên dành thời gian hàng ngày như một thói quen để biết ơn một cách có ý thức. Sau khi cảm ơn tất cả những người tôi đã gặp, tôi cũng nói cảm ơn vì ngày hôm nay có thể kết thúc một cách êm đẹp. Trên thế gian này, không thể biết điều gì sẽ xảy ra và xảy ra khi nào, việc sống trân trọng từng ngày cũng không hề đơn giản. Đó là lý do tại sao tôi khuyên bạn hãy sống mà không quên đi lòng biết ơn của mình. Tất nhiên, bạn không thể bày tỏ lòng biết ơn với đối phương chỉ bằng cách nghĩ về điều đó trong lòng. Vì vậy, đừng ngại ngùng và hãy nói cảm ơn mỗi lần gặp mặt. Và cũng đừng quên cảm ơn bạn, bởi nó sẽ cung cấp cho bạn năng lượng để làm hết sức mình vào ngày mai. Điều 2. Gặp gỡ những người không liên quan đến công việc. Quan hệ giữa người với người cũng chứa đựng những căng thẳng. Khi tiếp xúc với mọi người, bạn sẽ ít nhiều cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Chẳng hạn như khi bạn quan tâm đến cảm xúc của đối phương và cảm thấy căng thẳng khi phải nói những điều mà hai bên cần trao đổi rõ ràng với nhau. Thực ra, do tính chất công việc phải gặp quá nhiều người, nên chính tôi cũng có những giây phút thấy mệt mỏi khi phải giao thiệp với người khác. Tuy nhiên, dù nói như vậy, nhưng nếu ta hủy các cuộc gặp gỡ chỉ vì cảm thấy mệt mỏi khi gặp một người, thì điều đó tương đương với việc ta quên mất mục đích ban đầu của cuộc gặp gỡ ấy. Bởi vì những việc ta có thể làm một mình chỉ có giới hạn, và việc tương tác với người khác sẽ đưa đến những cơ hội mới cũng như mở ra vô vàn khả năng. Nếu bạn đang mệt mỏi và căng thẳng về các mối quan hệ, bạn nên gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn đơn thuần không liên quan gì đến công việc của mình. Bằng cách đó, bạn có thể chuyển từ cảm giác tiêu cực rằng tương tác với mọi người là phiền phức và mệt mỏi sang cảm. Tôi thường xuyên đi chơi golf với những thành viên hoàn toàn không có mối quan hệ công việc. Vì là những người bạn đã biết tính khí của nhau, họ sẽ bỏ qua cho tôi ngay cả khi tôi có lỡ nặng lời và thốt ra những điều ngu ngốc. Thêm nữa, ở bên họ, tôi không phải đóng vai trò hay chức vị gì cả, mà có thể sống là chính mình, là Hayato Goto, nên tôi chẳng hề cảm thấy áp lực và có thể vui vẻ tận hưởng mọi thứ. Ngoài ra, vì không có người liên quan đến công việc ở đó, nên tôi cũng không cần thiết phải nghĩ về công việc, và tôi cảm thấy thư thái từ tận đáy lòng với một khoảng thời gian vui vẻ. Chủ một cửa hàng Nhật cao cấp mà tôi thường đi cùng là một người rất dễ mến và luôn đáp lại khách hàng bằng nụ cười mỗi ngày. Nhưng anh ấy cũng có khi mệt mỏi và nói về khoảng thời gian chơi golf như thế này. Anh được tiếp xúc với những người không khiến mình căng thẳng và cảm thấy thư giãn. Bạn có thể trải qua một ngày với bạn bè trong tâm trạng vui vẻ. Chơi golf cũng khiến cho cơ thể được vận động và cảm thấy thoải mái hơn. Vì vậy, bạn có thể bắt đầu ngày mới bằng trạng thái ái tình thanh lọc sự mệt mỏi được thực hiện bằng cách gặp gỡ mọi người và dành thời gian thoải mái, thư thái bên họ. Nếu bạn vẫn còn cảm thấy mệt mỏi khi phải giao thiệp với người khác, bạn sẽ bắt đầu nghĩ rằng việc gặp gỡ mọi người thật khó chịu bất kể bạn là ai. Nếu để người khác tiếp xúc với bạn khi bạn vẫn còn có suy nghĩ như vậy, thì dù bạn có che giấu tốt đến đâu, đối phương vẫn có thể cảm nhận được điều đó và mối quan hệ đó sẽ trở nên lục đục gượng gạo. Điều này không chỉ làm căng thẳng trong các mối quan hệ mà còn có thể gây ra rắc rối. Ngoài ra, căng thẳng khi giao thiệp xã hội còn làm kiệt quệ não bộ và tâm trí của bạn nhiều hơn những gì mà bạn cảm nhận được. Đó là điều cần phải được loại bỏ sớm. Sau giờ làm việc, hãy gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn thuần túy, những người quen hay những người bạn không liên quan đến công việc. Tất nhiên, với những người cảm thấy được chữa lành bằng các cuộc trò chuyện với gia đình có thể là lựa chọn hàng đầu. Một giám đốc điều hành của một công ty siêu nổi tiếng toàn cầu cho biết anh từ chối ăn tối bên ngoài. Chỉ cần gặp một người khiến bạn quên đi công việc, bạn sẽ thấy gánh nặng của mình đang như được rút bỏ. Cảm giác như được cởi bỏ áo giáp giúp cơ thể bạn sảng khoái hơn. Khi không thể gặp nhau, bạn cũng có thể nói chuyện qua điện thoại hoặc trực tuyến hay nhắn tin cũng được, nhưng giải pháp đó cũng sẽ có ích. Mặc dù không bằng được gặp mặt trực tiếp, hãy lên kế hoạch dành thời gian gặp gỡ với những người không liên quan đến công việc của bạn mỗi tuần một lần hoặc ít nhất một tháng một lần. Bằng cách thường xuyên ở một nơi để tương tác với người khác mà không căng thẳng, bạn có thể nhớ lại niềm vui khi gặp gỡ mọi người
Khi cảm thấy tầm quan trọng của việc ở bên một người mà vẫn giữ được trạng thái vui vẻ, bạn sẽ hành động để có thể xây dựng mối quan hệ dễ chịu với người khác, đồng thời khả năng giao tiếp của bạn cũng sẽ được cải thiện. Hãy cải thiện các mối quan hệ trong công việc của bạn bằng cách tương tác với những người ngoài công việc. Điều 3. Tìm hiểu về những người bạn gặp lần đầu tiên. Người ta nói rằng kinh doanh bắt đầu bằng những cuộc gặp gỡ. Bạn không thể kinh doanh một mình, và bạn cũng không thể phát triển công việc kinh doanh. Bằng cách gặp gỡ những người mới và kết hợp sức mạnh với họ, công việc của bạn sẽ phát triển và con người của bạn cũng sẽ trưởng thành hơn. Tôi luôn cố gắng gặp gỡ một cách tích cực với những người tôi quan tâm. Điều tôi luôn làm cho những cuộc gặp gỡ ấy là tìm hiểu thông tin về đối phương vào buổi tối trước ngày gặp mặt. Nếu xem một chút về nội dung công việc của đối phương, như họ đang làm việc gì, thành tích của họ ra sao, nếu họ đang viết blog hoặc SNS, hãy tìm hiểu một chút, và nếu họ đang viết sách, hãy xem qua cuốn sách gần đây nhất của họ. Bằng cách đó, khi thực sự gặp họ, bạn có thể tạo ra những câu chuyện thú vị, thậm chí có thể trao đổi những câu chuyện quan trọng, chẳng hạn như đưa ra các đề xuất kinh doanh. Bạn cũng có thể mang theo các tài liệu cần thiết cho các đề xuất kinh doanh ấy. Đối phương cũng mừng vì bạn quan tâm đến họ, cảm giác xa cách cũng được rút ngắn lại. Và trên hết, việc tìm hiểu về người bạn sẽ gặp có tác dụng làm bạn trở nên mong chờ hơn vào cuộc gặp gỡ của mình. Tại sao phải để sát nút tối đêm trước ngày gặp mặt mới tìm hiểu về đối phương? Đó là vì khi có những người tôi mới gặp lần đầu tiên nhưng lại biết rất rõ về tôi. Tôi nghĩ, có khi nào họ là người nguy hiểm, có cần phải cảnh giác không? Để tránh khiến cho đối phương suy nghĩ như vậy, bạn không nên dành quá nhiều thời gian điều tra về họ. Không mất nhiều thời gian để thử làm theo gợi ý tìm hiểu đối phương này, bạn có thể nhận được những thu hoạch ngoài mong đợi. Nhất định bạn hãy thử nhé. Điều 4. Gửi email xin lỗi. Những người càng thành công lại càng coi trọng thất bại và sai lầm hơn cả thành công. Để cải tiến từ những thất bại và sai lầm cũng chính là con đường dẫn tới thành công. Để tiếp tục phát triển trong công việc kinh doanh của mình, bạn không chỉ phải đương đầu với những thách thức mà tất nhiên bạn còn mắc phải những sai lầm. Đúng hơn, sai lầm là chìa khóa thành công trong kinh doanh và là điều nên được hoan nghênh. Tuy nhiên, có một điều bắt buộc phải lưu ý, điều này sẽ phá vỡ các mối quan hệ. Chính tôi cũng đã phạm phải sai lầm này vài lần. Sau này bình tĩnh nghĩ lại, thấy mình cũng không quá tức giận, vậy mà tại sao không tha thứ loạn cảm xúc nhất thời bộc phát? Kết quả là mối quan hệ tin tưởng bị phá vỡ và công việc kinh doanh trở nên không thuận lợi. Một lần khác, dù tôi là người sai, nhưng tôi đã không thể nói lời xin lỗi và người tôi đang làm việc cùng đã bỏ đi. Mối quan hệ của tôi và người đó không bao giờ cứu vãn được, và tất nhiên công việc kinh doanh đã dừng lại giữa chừng. Bất kể một dự án tuyệt vời đến đâu, nó sẽ không thành công nếu mối quan hệ giữa những người có liên quan bị phá vỡ. Kinh doanh cùng nhau đồng nghĩa với việc tiêu tốn nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Khi bình tĩnh suy nghĩ cho nhau, mọi người sẽ làm việc với sự thấu hiểu kỹ càng. Cảm giác nên được ưu tiên đến mức bỏ qua suy nghĩ đã chắc chắn không phải là một cảm giác nhất thời. Nếu là tôi lúc bình thường, đương nhiên tôi hiểu được điều đó. Dẫu vậy, điều tôi không thể dễ dàng bỏ qua được là sự luống cuống và bất an do việc xảy ra những sai lầm và ý nghĩ rằng tôi không phải là người duy nhất có lỗi. Con người là sinh vật tình cảm. Đôi khi, tình cảm mạnh hơn lý trí là đặc trưng của con người phối. Bạn sẽ không thể đưa ra quyết định đúng đắn. Cả hành động và suy nghĩ đều không đi đúng hướng. Rắc rối trong các mối quan hệ ít nhiều đều do cảm xúc nhất thời. Vì ảnh hưởng bởi cảm xúc này, bạn có thể nổi giận quá mức hoặc nói quá lời, khiến mọi thứ tồi tệ hơn và rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn được. Tôi nghĩ có lẽ ai cũng từng trải qua những tình huống kiểu đó rồi. Tôi tự hỏi chính mình, tại sao lại tức giận tới như vậy? Và tại sao lại ngoan cố không chịu tha thứ cho đối phương? Đó là trạng thái bị cảm xúc chi phối. Và cho dù cảm xúc của bạn có mạnh mẽ đến đâu, chắc chắn rồi chúng sẽ hạ nhiệt. Buổi tối khi bạn trở về nhà, não, tâm trí và cơ thể của bạn bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Cảm xúc của bạn cũng dịu lại và bạn cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ về mọi thứ. Vào những ngày bạn gặp rắc rối với các mối quan hệ của mình, tối đến khi bạn đang bình tĩnh và thư giãn, hãy gửi một email cho đối phương. Lúc này, điều tôi muốn bạn chú ý đó là, thay vì nhắc lại những rắc rối đã qua, hãy suy nghĩ đó chỉ là một dự án bạn đang thực hiện cùng đối phương. Bạn muốn nó thành công hay muốn chấm dứt nó? Chỉ vậy thôi. Hãy vứt bỏ mọi kiểu như lý do tại sao rắc rối này lại xảy ra, vì bạn muốn đối phương xin lỗi hoặc muốn đối phương hiểu rõ suy nghĩ của mình. Nếu bạn muốn dự án của mình thành công, hãy viết điều đó vào trong email. Ngược lại, nếu bạn nghĩ rằng tốt nhất nên chấm dứt nó, hãy viết điều đó ra. Dù bạn chọn cách nào,
Việc viết nó dưới dạng email sẽ cho bạn ý tưởng về những gì bạn cần làm và những gì bạn cần nói với người kia. Bạn cũng có thể xin lỗi một cách chân thành. Việc khôi phục các mối quan hệ tốn nhiều thời gian. Nếu bạn bỏ lỡ thời điểm xin lỗi vào buổi tối ngay ngày hôm đó, tình hình có thể đi theo chiều hướng xấu hơn. Việc gửi email ngay tối ngày hôm ấy không phải là hành động hấp tấp, kiểu như đập cục sắt trong lúc còn nóng, mà làm vậy bởi vì trong buổi tối ấy, khả năng cao đối phương cũng đang nghĩ về những rắc rối vừa xảy ra. Và đây chắc chắn là thời điểm thích hợp để dễ dàng được đối phương thỏa hiệp email chân thành. Cho đến ngày đó, bạn và đối phương đã là những người cùng nhau nỗ lực hướng tới một mục đích. Vì vậy, nếu nhận được từ bạn một email với những cảm xúc chân thành và suy nghĩ về tương lai, đối phương sẽ đón nhận nó một cách nghiêm túc và ngược lại cũng sẽ suy nghĩ xem bản thân muốn làm gì. Sau đó, chúng ta hãy đợi phản hồi của đối phương nhé. Dù kết luận nó như thế nào, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ không bị rạn nứt thêm và không đi tới mức đoạn tuyệt quan hệ. Và biết đâu, khi thời điểm thích hợp đến, hai bạn lại có thể trao đổi và cùng nhau cố gắng phấn đấu vì một điều gì đó. Tuy nhiên, cũng có trường hợp đối phương không phản hồi lại email của bạn, hoặc phản hồi một cách bất lịch sự, bởi vì đối phương có thể vẫn đang bị cảm xúc chi phối. Khi đó, chúng ta hãy chấp nhận như một duyên số. Điều 5. Tổ chức tiệc nhậu một tuần một lần. Bởi vì là nơi uống rượu sẽ có những mối quan hệ giữa người với người được tạo dựng. Đó là những gì diễn viên hài quá cố nổi tiếng Kenshi. Khi uống rượu, mọi người ngừng nói dối vì não của họ trở nên kém hoạt động hơn. Và bằng cách vui vẻ bên nhau như cùng là con người, mọi người có thể thân thiết hơn và gọi thân mật. Này, Samura, kể cả ở nơi làm việc. Nếu chúng ta không thể có mối quan hệ như vậy, rất khó để làm nên điều gì đó cùng nhau. Tôi cũng tổ chức tiệc nhậu mỗi tuần một lần và sử dụng nó như một nơi để tìm hiểu nhau và xây dựng mối quan hệ. Những người tham gia tiệc nhậu mỗi tuần lại khác nhau. Những nhân vật chủ chốt đến từ nhiều ngành nghề, những người tôi muốn được từ tốn trò chuyện cùng một lần, những người có chuyên môn, thành viên trong nhóm, đối tác kinh doanh, khách hàng, người tham gia hội thảo và cả những người có mối quan hệ không tốt, vân vân. Vì vậy dù bạn dùng một từ tiệc nhậu để gọi thôi, nhưng bầu không khí và mục đích của các buổi nhậu lại khác nhau. Ví dụ, nếu mục đích để trao đổi thông tin hoặc xây dựng mối quan hệ, thì đây sẽ là một nơi vui vẻ. Vì vậy, khi bạn uống rượu, mọi người sẽ nói chuyện với nhau khá sôi nổi. Một câu chuyện chỉ có ở đây, được mà không hề nói dối. Có vô số điều tôi học được trong các cuộc nhậu. Tiệc nhậu với nhân vật quan trọng chủ chốt mà bạn cần để đạt được mục tiêu của mình sẽ là nơi bạn phải cư xử thật mềm mỏng. Bằng cách bày tỏ chân thành suy nghĩ của mình, đối phương cũng sẽ đối diện với bạn một cách nghiêm túc và cuộc trò chuyện sẽ gần gũi hơn. 3 ngày, khi làm việc, tôi cũng nhận được nhiều chỉ dạy. Nhưng khi uống rượu, tôi còn được nghe những câu chuyện mà tôi khó có thể nghe được lúc bình thường. Chẳng hạn như những lúc khó khăn và đau khổ mà đối phương đã phải vượt qua. Bạn sẽ học được cách phát triển bản thân tốt, cũng như các kỹ năng để đạt được mục tiêu. Và kết quả là bạn sẽ có thể đạt được mục tiêu của mình một cách nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất. Tôi thường tiếp xúc với các đối tác kinh doanh tại nơi làm việc. Nhưng tại đó, tôi tập trung nói về công việc. Vì vậy, tôi không chia sẻ về bản thân mình. Con người ta nếu như không để ý đến những gì mình đang nghĩ trong đầu, thì khi nhận ra, có thể mọi thứ đã trôi qua mất rồi. Để tránh tình huống này, nhằm tâm sự với nhau về những điều chúng tôi đang nghĩ và cả những bất mãn mà chúng tôi giấu kín trong lòng. Lúc này, tôi cũng cố gắng bày tỏ lòng biết ơn của mình. Tôi cũng là một diễn giả, nên sau hội thảo luôn có những buổi giao lưu. Trong các buổi giao lưu đó, tôi không còn đóng vai trò là diễn giả đứng trên bục giảng nữa, và mọi người cũng không còn đóng vai trò là người nghe giảng, nên tất cả có thể trò chuyện rất thẳng thắn với nhau. Bởi vậy, khi chúng tôi thảo luận những câu hỏi, những vấn đề khó có thể trao đổi khi còn ở trong cuộc hội thảo, và mức độ hài lòng của những người nghe là khá cao. Bằng cách gặp gỡ nhiều người, tôi nhận được rất nhiều cảm hứng và ngộ ra nhiều điều. Vì vậy, tôi cũng sử dụng các cuộc gặp đó như một nơi để học hỏi. Những buổi tiệc nhậu với các thành viên trong nhóm là nơi để gắn kết tình đồng đội sâu sắc hơn. Mọi công việc đều cần đến tinh thần đồng đội. Nếu như một trong các thành viên có bất mãn về điều gì đó và nghĩ đến việc rời đi, hoạt động với tư cách là một nhóm sẽ dừng lại. Để tránh tình trạng này, chúng tôi sẽ tụ nhóm và chia sẻ khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau để tất cả có thể tận hưởng niềm vui khi trở thành một đội. Bên cạnh đó, hãy học tập chiến lược từ những người thành công. Dành thời gian cho những người bận rộn mà bạn chỉ có thể gặp vào buổi tối, tạo mối quan hệ tốt đối với đối tác kinh doanh, sửa chữa những mối quan hệ đã đổ vỡ,
tri ân những người đã luôn giúp đỡ bạn. Vì thời gian rảnh buổi tối nên có những việc bạn có thể làm được. 3 ngày là chế độ làm việc, còn buổi tối là chế độ thư giãn. Điều này có lẽ là quy tắc đã ăn sâu vào mỗi doanh nhân, nên rất khó để nói chuyện thẳng thắn, mở lòng với họ về ban ngày, nhưng trong các cuộc nhậu buổi tối thì lại khác. Cho dù bình thường họ có đề phòng cao đến thế nào, thì lúc ấy họ cũng sẽ cởi mở hơn. Hãy tận dụng buổi nhậu tối để không bỏ lỡ cơ hội tốt nhất cho bạn và đối phương nói chuyện với nhau một cách chân thành, cởi mở. Đừng chỉ uống rượu suông, hãy uống có mục đích và chiến lược. Tiệc nhậu là một cách hiệu quả để xây dựng các mối quan hệ. Đi gặp gỡ. Sức mạnh và sự hỗ trợ của những người khác là điều cần thiết cho sự thành công của doanh nghiệp. Chỉ có một mình, bạn không thể làm việc được, vì để tạo thành công, cần phải thay đổi liên tục. Hãy giúp đỡ đối phương trước khi nhận được sự giúp đỡ từ họ. Đó là điểm chung lớn nhất của những người thành công. Tôi thường có một nơi để gặp gỡ và giới thiệu người quen vào buổi tối. 3 ngày là thời gian của chế độ làm việc, nên chúng tôi chỉ nói về công việc của nhau. Thậm chí dù có gặp gỡ, giới thiệu đi chăng nữa, thì câu chuyện cũng không mấy rôm rã. Điều này đã xảy ra nhiều lần. Vì vậy tôi quyết tâm sẽ tự giới thiệu với đối phương ngay buổi tối hôm đó, dù mới chỉ là lần đầu gặp mặt. Tôi mời những người mà bản thân mình muốn xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn. Vì vậy, tôi sẽ tổ chức cuộc gặp tại một nhà hàng với thức ăn và rượu, nơi mà tất cả có thể cùng nhau thư giãn. Thức ăn và rượu bia là những gia vị tốt, có tác dụng tạo chủ đề để hai bên cùng trò chuyện. Có những người nghĩ rằng, nếu hai người này gặp nhau và cùng hợp tác, nhưng đó không phải là chủ ý của tôi. Không quan trọng tôi có tham gia làm ăn với họ hay không. Đúng hơn, hầu hết họ là những người mà tôi muốn đứng ở bên cạnh, như một người ủng hộ. Một số người có thể nghĩ rằng, như vậy chẳng phải không có lợi ích gì sao? Trên thực tế, tôi đôi khi cũng bị chỉ trích như vậy, nhưng không hoàn toàn phải vậy đâu. Khi tôi xây dựng được mối quan hệ tốt với những người tôi gặp gỡ, đã có thể gắn bó, lần sau họ sẽ giới thiệu những người có ích cho tôi. Họ sẽ chọn lọc, xem ai là người mà nếu tôi quen biết, sẽ tốt hơn và giới thiệu cho tôi. Vì vậy, một cuộc gặp của tôi đều sẽ chất lượng và tạo dựng được các mối quan hệ. Kết quả là, nhiều công việc khác nhau đều thành công và bạn có thể biết thêm những khả năng mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Đó toàn là ưu điểm. Gần đây, ngày càng có nhiều người đoán trước được suy nghĩ của tôi và chủ động hẹn gặp trực tiếp. Hôm trước, tôi muốn tạo một trang chủ cho một dự án kinh doanh mới mở. Vì vậy, tôi bắt đầu nghĩ đến việc tìm một người giỏi. Tôi đang mong muốn được giới thiệu với một người tạo web giỏi về mới. Ngay khi đó, thính giả tham gia hội thảo của tôi đã giới thiệu cho tôi lập trình viên giỏi, giới thiệu cho tôi cả biên tập viên có hứng thú với chủ đề cuốn sách mà tôi đang định viết. Cứ như vậy, các cuộc gặp gỡ cứ nối tiếp diễn ra, đúng theo những gì tôi suy nghĩ. Một người quen là nhà kinh doanh của tôi nói rằng, để ý một chút và tôi chợt nghĩ ra, sẽ rất thú vị khi giới thiệu người này với cô tôi đây. Mọi người thường có xu hướng muốn đền đáp khi họ được nhận một điều gì đó. Tôi không khuyên bạn cứ tư tưởng mong được người khác trả ơn, nhưng những gì bạn đã chân thành làm cho ai đó, dù là con người, vận mệnh hay tiền bạc, thì một ngày nào đó bạn cũng sẽ được nhận lại. Nếu bạn cũng muốn tạo ra những kết nối tuyệt vời, hãy bắt đầu bằng cách tạo ra những kết nối tuyệt vời cho một ai đó ngoài chính bản thân bạn. Kết quả là, các mối quan hệ, các kết nối của bạn cũng sẽ được tạo dựng trong thời gian ngắn nhất. Hết chương 4. Những việc làm vào buổi tối giúp cải thiện tức thì mối quan hệ. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Vì vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbook.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbook lan tỏa những kiến thức thực tiễn nhất, giá trị nhất, giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Chương 5. Những việc làm vào buổi tối để hiện thực hóa giấc mơ tương lai. Điều 1. Tìm kiếm tiềm năng của bạn trên Internet. Trên chặng đường cuộc sống, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Những thay đổi của thế giới, những thay đổi ngay trong môi trường sống của bạn và những thay đổi trong chính bạn. Cuộc sống là nơi mà những điều bạn không bao giờ nghĩ đến đều xảy ra, dù cho là điều tốt hay xấu. Gần đây, ngày càng có nhiều công ty cho phép nhân viên làm thêm công việc ngoài giờ. Một số công ty còn tích cực khuyến khích nhân viên nhận việc ngoài giờ. Đây là điều bạn không bao giờ nghĩ đến nếu ở 10 năm trước.
Mặc dù dường như nhiều người vẫn cho rằng mình không thể làm thêm ngoài giờ được, vì chỉ riêng việc ở công ty thôi đã vất vả rồi. Tuy nhiên càng về sau, xu hướng làm việc ngoài giờ có vẻ như sẽ ngày càng phát triển. Lý do là gì? Bây giờ là thời đại của những cá nhân. Giờ đây, công ty không còn, các nhân viên trước đây có cuộc sống trông chờ hết vài phúc lợi từ công ty, thì bây giờ cần phải bước trên đôi chân của chính mình. Những người trước giờ làm việc chăm chỉ tại công ty có thể bị hoang mang khi nghe tôi nói tới những điều này. Nhưng sự thay đổi của thế giới cũng là cơ hội để mở ra những khả năng mới cho bạn. Bạn của hiện tại có giống như bạn của 10 năm trước không? Chắc chắn là không rồi. Vậy bạn có nghĩ mình của 10 năm sau sẽ lại giống như bản thân của hiện tại không? Giống như việc thế giới đang thay đổi, bạn cũng vậy. Nói cách khác, mọi thứ đang có thể thay đổi. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, chúng ta cần thay đổi trong ý nghĩ. Công việc ngoài giờ là thứ tôi muốn làm đầu tiên. Với những người thành công, ngoài việc ở công ty, họ còn có những mảng hoạt động khác của riêng mình. Đó có thể là một công việc phụ, một nơi họ hoạt động việc thực hiện hóa giấc mơ, hoặc một sự đầu tư, vân vân. Tôi tiến hành nhiều công việc phụ và làm song song để không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào thu nhập từ công ty. Tốt đây, trước hết hãy bắt đầu bằng việc tìm kiếm chúng. Trong trường hợp này, tìm kiếm trên Internet là một cách có hiệu quả. Trên Internet, bạn không chỉ tìm thấy các công việc ngoài giờ mà còn được chia sẻ về kinh nghiệm từ những người đã làm công việc ấy. Chẳng hạn như thu nhập hàng tháng là bao nhiêu, thu nhập hàng năm là bao nhiêu. Bây giờ, một trong những công việc kinh doanh chính của tôi là nhà tư vấn. Nhưng ban đầu, tôi chỉ làm nó như một công việc phụ. Khi tôi đang điều hành hiệu cắt tóc và một số cửa hàng khác ở địa phương, một buổi tối, khi đang tìm kiếm trên mạng, tôi bắt gặp trang web của đại diện tổ chức hỗ trợ các nhà tư vấn và các tác giả. Ở đó, tôi tình cờ tìm thấy một bài viết có tên "Làm thế nào để trở thành một nhà tư vấn". Sau khi đọc nó và thấy rằng tôi có thể phát huy kinh nghiệm của chính mình, tôi bắt đầu có hứng thú. Sau đó, tôi học hỏi kiến thức về các diễn giả, về các tư vấn viên thông qua sách của những người đại diện tổ chức. Vào thời điểm đó, tôi may mắn được xuất bước với tư cách là một nhà tư vấn. Sự kiện đó đã mở đường cho rất nhiều công việc của tôi ngày nay. Nếu bạn tìm kiếm trên mạng, bạn sẽ thấy có rất nhiều công việc và nhu cầu trên thế giới, có rất nhiều nơi cần đến kinh nghiệm và khả năng của bạn. Đó cũng là cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Điều này có ích gì cho mọi người không nhỉ? Đầu tiên, hãy thử tìm kiếm công việc làm thêm ngoài giờ. Nó có thể sẽ mở ra những phát hiện làm thay đổi tương lai của bạn. Điều 2. Tìm kiếm kho báu trên Internet. Internet là một kho tàng các khả năng. Miễn là bạn không mắc sai lầm trong cách sử dụng, Internet có rất nhiều thứ sẽ hỗ trợ bạn thực hiện mong ước tương lai của mình. Tôi muốn trở thành người như thế này. Tôi muốn làm điều này. Từ những mong ước cho tương lai xa sau 10 năm, 20 năm nữa, cho đến tương lai gần như một tuần nữa, ngày kia, ngày mai, vân vân. Để tìm kiếm kho báu tương lai của mình, buổi tối khi rảnh rỗi tôi thường lướt Internet. Hầu hết những thứ tôi để ý là sách bản, những cuốn sách mình muốn mua, dạo gần đây, loại sách nào mới được đón đọc, ấn phẩm nào mới được ra mắt, liệu có cuốn sách nào mới từ tác giả yêu thích của mình không? Đối với tôi, sách là động lực cho sự phát triển. Tìm hiểu bí quyết và kỹ năng mới, sắp xếp lại suy nghĩ vào cách làm người. Có thể nói, sách là công cụ mở ra một tương lai mới. Vì vậy, việc kiểm tra thông tin của sách là điều vô cùng cần thiết. Đôi khi tôi trực tiếp đến một nhà sách để kiểm tra, nhưng việc đó khá mất thời gian. Thêm nữa, gần đây một số nhà sách cũng đã hạn chế số lượng hàng lưu kho. Vì vậy, về khoản thu thập thông tin thì Internet là thuận tiện hơn cả. Ngoài ra, do tính chất công việc làm về thời trang, tôi cũng rất thích những bộ đồ Âu. Vì tôi đang làm những công việc cần chú ý tới hình tượng, nên cách tôi ăn mặc có chỉnh chu hay không sẽ ảnh hưởng tới cơ hội công việc tiếp theo. Bởi vậy, quần áo cũng là một công cụ vô cùng quan trọng. Ngoài ra, quần áo có hai tác dụng sau. Thứ nhất, mặc những bộ đồ yêu thích, những bộ đồ có màu sắc rực rỡ, có động lực hơn. Thứ hai, quần áo là công cụ giảm cân, giúp bạn duy trì hình thể. Và chỉ có duy trì hình thể, bạn mới mặc được những bộ quần áo yêu thích của mình. Quần áo là một ưu tiên rất cao và không thể bị coi nhẹ. Trên mạng, kể cả quần áo hay sách báo đều có rất nhiều nhãn hiệu và chủng loại khác nhau, nên bạn có thể thoải mái lựa chọn. Sự háo hức khi tìm kiếm trên mạng không chỉ là niềm vui khi bạn phát hiện ra một món đồ ưng ý, kiểu như có quyển sách thú vị thế này sao? Hay có bộ đồ đẹp thế này ư? Mà còn là niềm vui khi bạn tưởng tượng một chút về tương lai.
Nếu như bạn thực sự có món đồ đó thì sẽ như thế nào nhỉ? Mình mà đọc quyển sách này thì có thể làm được điều A, B, C nhỉ? Hay nếu mặc bộ quần áo này đi chơi thì sẽ vui lắm đây. Tìm kiếm những điều có ích trên Internet sẽ trở thành một phương thức giúp ta suy nghĩ về tương lai trước mắt mỗi ngày. Vì nó là Internet, bạn có thể tìm kiếm những điều có ích mà không phải lo lắng về bất cứ ai, thứ mà bình thường bạn không lựa chọn. Bạn có thể thử tham gia vào những cuộc gặp gỡ mới này. Biết đâu, bạn sẽ gặp được chính mình trên Internet mà bạn không bao giờ nghĩ là có thể. Điều 3. Nghiên cứu những người mà bạn quan tâm. Bạn thường tiếp nhận thông tin về thế giới bằng cách nào? Có thể bạn sử dụng rất nhiều phương tiện khác nhau như TV, báo chí, SNS hay Internet, v.v. Tôi sử dụng cụm từ phương tiện, nhưng sự thật là hầu hết thông tin trên thế giới đều do ai đó biên tập. Mọi sự giải thích hay ý đồ được thêm vào thông tin đều do can thiệp của con người. Ngay cả khi nó là thông tin xuất phát từ chính chủ, thì nó vẫn sẽ bị nắm giữ trong tay một ai đó. Chắc hẳn, có những người sẽ cảm thấy khác biệt, như là trên Internet thì nó thế này, nhưng trên TV lại nói thế nọ. Có vẻ như có cùng một thông tin thôi, nhưng sao sắc thái diễn đạt lại khác nhau? Vậy bên nào mới đúng đây? Đánh giá mọi thứ chỉ với một nguồn thông tin là rất nguy hiểm. Tất cả thông tin trên thế giới là điều rất khó và không có tính thực tế. Trước tiên, hãy tự nghiên cứu về những người và những điều mà bạn quan tâm ngay lúc này. Nếu bạn không nghĩ ra được mình đang muốn nghiên cứu về điều gì, hãy thử bắt đầu nghiên cứu một người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mà bạn cũng muốn thử sức, hay một bình luận viên đang đưa ra những phát ngôn liên quan tới điều mà bạn đang quan tâm. Việc nghiên cứu đó có khả năng dẫn đến những thông tin hữu ích cho bạn. Bản thân tôi đang tìm hiểu về những người mà tôi quan tâm khi xem tin tức, chẳng hạn như trên Internet, hay về những công việc kinh doanh tôi sắp bắt đầu và về những người thành công. Trong số rất nhiều thông tin, có thể điều đó sẽ có ý nghĩa đối với bạn. Vì vậy, trước hết, bạn hãy tìm hiểu xem người bạn quan tâm đang làm công việc gì, có suy nghĩ và phát ngôn ra sao. Nếu như thấy có hứng thú, bạn sẽ chú ý hơn đến những phát ngôn của người đó trong tương lai. Mặt khác, nếu bạn không quan tâm lắm, hãy dừng việc tìm hiểu tại đây. Bằng cách tiếp cận nhiều phần thông tin, bạn có thể hiểu lực làm gì, cũng như hiểu được chính bản thân mình nên làm và nên suy nghĩ gì để đạt được mục tiêu. Đôi khi bạn có thể tìm ra điều gì đó mà trước đây bạn hiểu nhầm hoặc là một thách thức. Việc nghiên cứu ban đầu sẽ cần dùng đến Internet, vì sau này ngoài những bài ký sự trên Internet, bạn cũng có thể tìm kiếm cả những bài ký sự trên báo hay tạp chí nữa. Và nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, trong trường hợp đối phương có bài viết trên mạng xã hội hoặc người đó viết sách, hãy tìm đọc tác phẩm ấy. Trong quá khứ, có thể bạn đã mua các đĩa DVD mà đối phương phát hành, hay thậm chí còn tham gia các buổi thuyết trình của họ. Nếu bạn nghiên cứu về những người và những điều mình quan tâm, bạn sẽ tiếp thu vô số kiến thức về lĩnh vực đó. Nếu bạn đào sâu hơn và tích lũy thông tin, bạn sẽ trở nên thông thạo lĩnh vực đó hơn người bình thường, và đó chính là thế mạnh mới của bạn. Ở phần trước cuốn sách, tôi đã nói về bí ẩn của sự biến động giá của đồng hồ Rolex. Việc tôi theo đuổi các thông tin và trở nên tường tận hơn so với người thường, rồi tổ chức được các cuộc hội thảo về những gì bản thân quan tâm. Gần đây, ngày càng có nhiều cuộc hội thảo nhóm nhỏ được tổ chức với số lượng người tham dự giới hạn để bàn về các chủ đề đang thu hút nhiều sự chú ý. Và cũng có không ít trường hợp người trình bày không phải là diễn giả nhưng vẫn đứng trên bục chỉ dạy. Đây cũng có thể là một hướng đi đến các công việc phụ. Ở bất kỳ một lĩnh vực nào cũng vậy thôi, nếu bạn chịu khó đào sâu hơn, bạn cũng sẽ luôn tìm thấy mạch nước ngầm của những thành quả. Khi cảm thấy quan tâm về một điều gì đó, có nghĩa là tiềm thức của bạn đang phản ứng. Đừng thờ ơ với sự quan tâm ấy, hãy thử nghiên cứu thêm về nó. Điều 4. Đọc to danh sách những người mà bản thân muốn trở thành. Tôi lập một danh sách những người mà bản thân muốn trở thành. Về cách thực hiện, trước tiên, hãy thử nghĩ xem, nếu như 3 năm sau, trợ giúp bạn biến giấc mơ thành hiện thực, thì bạn muốn đó sẽ là giấc mơ nào? Bạn muốn mình sẽ trở thành người như thế nào? Hãy viết ra tất cả những điều đó. Hãy viết những câu văn khẳng định ấy dưới gạch đầu dòng muốn làm. Hãy viết ra chừng 10 đến 15 điều bạn muốn. Vấn đề mấu chốt lúc này là loại bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực và vật cản trong tư tưởng của bạn, tại loại như tôi bây giờ không thể làm được đâu, hoặc năng lượng hiện tại của tôi không làm nổi. Với cách này, bạn có thể tìm ra bản thân mình thực sự mong muốn trở thành người như thế nào. Khi bạn nhìn ra được, hãy viết tất cả những gì bạn nghĩ ra giấy.
danh sách những người mà bạn thân muốn trở thành, là bản thiết kế của bạn trong tương lai và là sự dẫn đường đưa bạn trở thành hình mẫu lý tưởng của mình sau này. Nhân tiện tôi cũng kể với các bạn, trong danh sách những người mà bạn muốn trở thành của mình, tôi đã viết như sau. Trở thành người đàn ông có 102. Dẫn dắt con trai đến thành công. Kiếm lợi nhuận từ việc diễn thuyết, viết lách và sản xuất. Trở thành diễn giả truyền cảm hứng tốt nhất ở Nhật Bản. Hoạt động với tư cách là chuyên gia xây dựng thương hiệu cho doanh nhân nữ khởi nghiệp. Phát triển năng lực tiếng Anh của bản thân lên mức tối đa và bắt đầu kinh doanh bằng tiếng Anh. Những điều được viết ra có thể vừa cụ thể lại vừa trừu tượng. Tờ giấy bạn đã viết, hãy dán nó ở nơi dễ nhìn thấy. Sau đó, mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy đọc thành tiếng nội dung của tờ giấy. Làm như vậy, bạn có thể đưa nó vào tiềm thức của mình trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ vào buổi tối, não và tiềm thức của bạn đang ở trạng thái thư giãn. Người ta nói rằng, khi bạn ở trong trạng thái thư giãn như vậy, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận tiềm thức của mình hơn. Tiềm thức hoạt động để lấp đầy khoảng trống với thực tế. Vì vậy, bằng cách ngủ trong trạng thái tiếp cận với tiềm thức, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bạn có thể nảy ra ý tưởng để trở thành hình mẫu lý tưởng mà mình muốn. Bằng việc thực hiện hóa những ý tưởng ngày hôm đó, bạn sẽ từng bước thực hiện hóa hình mẫu của bản thân. Hãy nhớ ghi lại những ý tưởng đầy cảm hứng của bạn trong Omega Memo. Làm như vậy, bạn có thể thực hiện các ý tưởng ấy trong ngày. Tương lai là sự tiếp nối của ngày hôm nay. Sự thay đổi của ngày hôm nay sẽ tạo ra sự thay đổi trong tương lai. Bằng cách đọc thành tiếng, danh sách những người mà bạn muốn trở thành mỗi tối, bạn sẽ đời. Tiến trình đi tới kết quả sẽ hoàn toàn khác nhau khi bạn mỗi ngày đều sống với mục tiêu và khi bạn sống mà không thấy ý thức về các mục tiêu đó. Một khi bạn có ý thức về hình mẫu mà mình muốn trở thành, sự thay đổi sẽ xuất hiện ngay lập tức. Để thực hiện hóa hình mẫu ấy, mình phải quyết định như thế này, phải hành động như thế này, phải suy nghĩ như thế này. Cuộc sống được tạo nên bởi những mục tiêu, hãy tiến gần hơn từng ngày đến hình mẫu mà bạn muốn trở thành. Điều 5. Tổ chức hội nghị chiến lược và hội nghị tương lai một thành viên khi đang tắm bồn. Tắm bồn là thời điểm quan trọng để chữa lành những mệt mỏi trong ngày, nhưng nó cũng có một vai trò vô cùng quan trọng khác. Đó là thời điểm cho việc tổ chức hội nghị chiến lược và hội nghị tương lai một thành viên. Hội nghị tương lai một thành viên là hội nghị mà ở đó bạn sẽ một mình tưởng tượng về hình mẫu mà bản thân muốn trở thành trong tương lai. Còn hội nghị chiến lược một thành viên là hội nghị mà bạn sẽ suy nghĩ xem để trở thành một bản thân lý tưởng phải thực hiện những bước đi gì nếu như tình hình hiện tại có vấn đề. Đổ nước ấm vào bồn tắm và thêm một giọt tinh dầu yêu thích của bạn, khuấy đều bồn tắm và để tất cả hòa quyện vào nhau. Khi mùi hương dễ chịu lan tỏa trong bồn tắm, coi như việc sắp xếp hội trường của bạn đã hoàn tất. Sau đó, từ từ ngâm mình trong bồn tắm và bắt đầu hội nghị tương lai một thành viên và hội nghị chiến lược một thành viên. Khi làm ấm cơ thể, lưu lượng máu được cải thiện và bạn có thể thư giãn cả về tinh thần lẫn vật chất. Trong trạng thái như thế này, hãy nghĩ về tầm nhìn tương lai của công việc và cả về các chiến lược để phát triển doanh nghiệp của bạn hơn nữa. Cởi bỏ tất cả trang phục của bạn, trở về với dáng vẻ như khi chúng ta vừa mới được sinh ra và đối thoại với chính mình trong một không gian thư giãn. Khi đó, những ý tưởng và cảm xúc tích cực được sinh ra một cách tự nhiên, đồng thời bạn cũng được nảy ra những ý tưởng về một tương lai tốt đẹp và chiến lược để vượt qua hoàn cảnh hiện tại. Khi bạn đã nghĩ xong xuôi những điều này, cuộc họp hoàn tất. Khi tôi ngồi ở bàn làm việc, tôi không thể suy nghĩ sâu rộng về tương lai bởi vì tôi không loại bỏ được thực tế đó. Hãy cố gắng suy nghĩ ở một nơi mà tâm trí bạn thoải mái. Tôi không khuyên bạn nên tắm quá lâu, nhưng việc tiến hành hội nghị tương lai và hội nghị chiến lược trong trạng thái thoải mái và thư giãn sẽ rất thú vị và còn rất hiệu quả để suy ngẫm về một tương lai mới với những chiến lược tích cực. Nhất định bạn hãy thử nhé. Điều 6. Bắt đầu học một thứ gì đó. Để nâng cao năng lực của bản thân thì việc dám thử thách trong những lĩnh vực khác nhau và cải thiện việc sử dụng trí óc cũng là cách rất hiệu quả. Bằng cách đắm mình vào một thứ gì đó khác ngoài công việc thường ngày, bạn có thể thoát khỏi tình trạng lúc nào cũng sử dụng một cách tư duy, đồng thời giúp cho não của bạn được thư giãn và nghỉ ngơi. Bạn có thể học bất cứ thứ gì mà bạn muốn, nhưng tôi khuyên bạn không nên chọn những điều khiến bạn phải kéo dài thời gian làm việc. Thêm nữa là nên chọn thứ gì đó mà bạn sẽ tham gia vào một thời điểm cố định hàng ngày, thay vì thời gian tự do, muốn đi lúc nào thì đi. Những hoạt động như võ thuật, luyện nói tiếng Anh, qua hội thoại, nấu ăn, viết học, và bạn có thể dễ dàng nhìn thấy kết quả cố gắng của mình. Tôi cũng đang học một số thứ, chơi golf, lướt sóng, luyện hội thoại tiếng Anh. Trước đây, tôi có học bói bài Tarot từ một người bạn là chuyên gia Masashi Tarot hàng đầu của Nhật Bản. Bây giờ tôi đã học xong,
Đôi khi tôi thích dùng bói bài như một cách để chuyển đổi suy nghĩ của mình. Đánh gôn và lướt sóng có lẽ không phải là việc học gì đó, nhưng tập trung vào chúng cũng có thể giúp tôi quên đi bộn bề công việc. Ngay cả khi bạn gặp khó khăn trong công việc, việc tập trung vào một thứ khác sẽ khiến bạn buộc phải quên chuyện công việc đi và sử dụng một bộ não hoàn toàn khác để hoạt động. Nhờ vậy mà bạn có thể chuyển đổi tư duy, tái khởi động tâm trí và sẵn sàng đối mặt lại với công việc bằng một tâm thế mới. Thêm nữa, nếu bạn có một thứ gì đó khác ngoài công việc để nỗ lực hướng tới mục tiêu, bạn sẽ không phải hạ thấp bản thân, ngay cả khi công việc của bạn không suôn sẻ hay thất bại. Nếu bạn chỉ có công việc là nơi để nỗ lực hết mình, thì khi bạn thất bại tại nơi duy nhất ấy, bạn sẽ nghĩ bản thân là một người tồi tệ và không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra, vì công việc không phải là thứ chỉ dành riêng cho bạn. Hãy tự tin vào bản thân với khả năng làm được nhiều việc cùng lúc. Điều 7. Mua sách ở hiệu sách và đọc. Người ta nói rằng bạn nên học vào buổi sáng, trừ trường hợp buổi sáng bị thiếu ngủ, bởi vì não con người hoạt động tốt vào buổi sáng và khả năng tập trung cũng cao. Trên thực tế, tôi vốn là một người thiên về hoạt động vào buổi tối, nhưng đã chuyển sang hoạt động vào buổi sáng và bắt đầu vào những việc vào khung giờ buổi sáng, chắc chắn rằng làm việc buổi sáng mang lại tâm trạng rất tốt. Tuy nhiên, tôi lại thường thực hiện việc đọc sách vào buổi tối. Có ba lý do chính cho việc này. Trước hết, khi đi ngủ vào ban đêm, não bộ sắp xếp thông tin thu được trong ngày hôm đó và đảm bảo rằng những gì cần thiết sẽ được giữ lại. Do đó, việc bạn tập trung đọc sách vào ban đêm sẽ khiến não ghi nhớ dễ dàng hơn. Thứ hai, sách có chức năng chữa lành tâm trí và giảm căng thẳng. Đọc một cuốn sách vào buổi tối giúp giảm bớt áp lực trong ngày và cho phép bạn ngủ ngon. Nhất là điều cần thiết để duy trì trí nhớ. Đó là thứ bạn muốn để có được bất cứ điều gì. Và trên hết, buổi tối là thời điểm để bạn có thể bình tĩnh ngồi xuống, chăm chú đọc và nghiền ngẫm cuốn sách. Tôi không nghĩ có điều gì đó tốt hơn cho việc giáo dục con người hơn là một cuốn sách. Việc đọc một cuốn sách trước hết là hành vi chủ động của chính bạn. Nó khác hẳn là hành vi thụ động, là một việc được người khác chỉ định mà bạn không có lựa chọn nào khác. Tiếp nhận và thấu hiểu nội dung cuốn sách bằng sự chủ động cùng tinh thần lạc quan về mọi thứ. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng tạo ra những thay đổi hơn. Chỉ với khoảng 1.500 yên, tương đương 309.000 Việt Nam đồng, có quá nhiều tác dụng mà bạn có thể đón nhận. Bạn có thể nhận được những bài học trong cuộc sống mà người khác đã trải qua. Bạn có thể học được quy luật phổ biến của thành công xuyên thời gian và không gian. Bạn có thể học được những bài học và kinh nghiệm của những người đã từng sống trong hoàn cảnh giống như bạn, thậm chí là khó khăn hơn bạn. Họ đã làm cách nào để vượt qua? Và từ đó, bạn có thể tìm ra điều bản thân nên làm. Bạn có thể nâng cao kỹ năng viết và đọc hiểu, cũng như có được gợi ý cho những ý tưởng và bài học định hướng cho cuộc sống của bạn. Có rất nhiều công cụ để học, nhưng không có một công cụ nào có thể rẻ mà lại hiệu quả như sách cả. Không ít người có được những chuyển biến tích cực trong cuộc đời và trở nên thành công là nhờ nhân duyên gặp được một cuốn sách. Có thể nói, những người càng thành công càng sử dụng sách để cải thiện cuộc sống. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ thấy bất cứ một người thành công nào mà không đọc sách. Biết đâu, cũng có những người như vậy chăng? Nhưng trường hợp đó cực kỳ ít và có thể nói là ngoại lệ của ngoại lệ. Hơn nữa, số lượng sách đọc của những người thành công không hề tầm thường và chúng còn trải rộng trên đa dạng các lĩnh vực. Nhờ vậy, những người thành công có tầm nhìn rộng và đối ứng được với đa dạng các tình huống. Có rất nhiều lợi ích khi đọc một cuốn sách. Ngoài những lợi ích được liệt kê ở trên, bạn còn có thể giải quyết được nhiều công việc khác nhau, cải thiện kỹ năng viết và lấy ý tưởng từ nội dung cuốn sách, chủ đề sách từ một tác giả duy nhất, thì sẽ tự tạo ra giới hạn cho chính mình. Tốt hơn cả là nên tiếp xúc với nhiều những cuốn sách khác nhau. Dù nói vậy, nhưng nếu bạn đang phân vân không biết nên đọc gì thì sẽ tốt đây. Hãy cứ đi đến hiệu sách trước. Ở hiệu sách có những rương kho báu giúp cải thiện cuộc sống và những nhà tư vấn mang đến cho bạn những khả năng mới. Đầu tiên, hãy đi đến giá sách của lĩnh vực mà bạn quan tâm và vừa từ từ xem vừa nhìn vào tiêu đề. Sau đó, tiêu đề của một số cuốn sách sẽ để lại ấn tượng trong đầu bạn. Ấn tượng đó tồn tại là do những trăn trở và hào hứng tiềm ẩn trong bạn đang phản ứng và bị thu hút bởi những điều đó. Thật kỳ lạ, đây là một hiện tượng xảy ra với tất cả mọi người. Một số người cần nói rằng, lúc đó, họ ấn tượng với cuốn sách của một vị tác giả mà thậm chí họ hoàn toàn chưa nghe tới. Sau đó, đi đến giá sách của những lĩnh vực bạn ít quan tâm hơn và di chuyển từ từ trong khi xem tiêu đề theo cách tương tự. Với quyển sách bạn ấn tượng, sẽ ổn nếu bạn thực sự cầm nó lên và lời mở đầu để quyết định có mua nó hay không. Tôi khuyên bạn nên đọc thử những cuốn sách đó, dù là chủ đề bạn chỉ quan tâm một chút thôi. Điều 8.
quy hoạch con đường đến với giấc mơ của bạn thành từng bước. Để đạt được mọi thứ, đòi hỏi phải có kế hoạch cũng như động lực. Nếu có điều gì đó bạn muốn đạt được, hãy lập một kế hoạch hiện thực hóa ước mơ. Đặt ra mục tiêu ý tưởng của bạn và thiết lập các bước để đạt được mục tiêu đó. Đây là kế hoạch biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Cách lập kế hoạch hiện thực hóa ước mơ như sau. Đầu tiên, hãy suy nghĩ xem, trong suốt hành trình từ điểm không, nơi bạn bắt đầu hướng tới ước mơ cho tới đích đến của mình, bạn nên làm những gì, rồi thực hiện từng bước một. Nếu có quá nhiều bước, bạn sẽ kiệt sức trên đường thực hiện ước mơ của mình. Có thể bao gồm các bước nhỏ giữa những bước lớn, nhưng về tổng quan, nên có 5 đến 7 bước. Ví dụ, bạn có ước mơ mở tiệm làm tóc, hãy xây dựng các bước như sau. Định mở tiệm tóc của riêng mình khi tốt nghiệp trung học. Xuất phát điểm, hiện tại vừa tốt nghiệp cấp 3. Mục tiêu, mở tiệm làm tóc và bắt đầu kinh doanh. Ngoài việc thu nhập kiến thức cần thiết, bằng cấp, giấy phép, vân vân, thì việc chuẩn bị những điều nên làm là những thứ không thể thiếu. Tôi đều sắp xếp mọi thứ theo từng bước. Bước 1, đi học trường dạy nghề. Bước 2, vượt qua kỳ thi quốc gia và nhận chứng chỉ làm tóc. Bước 3, bắt đầu trau dồi kinh nghiệm. Bước 4, nắm vững kỹ thuật. Bước 5, chuẩn bị tiền đề mở cửa hàng. Mục tiêu, mở cửa hàng. Kế hoạch rất dễ hiểu phải không? Nhân tiện tôi cũng nói luôn, việc kỳ thi quốc gia để lấy chứng chỉ có một số điều kiện nhất định, nên nếu bạn vận dụng các bước như tôi, thì nên thêm vào giữa bước 1 và bước 2 một vài bước nhỏ, như vậy sẽ dễ thực hiện hơn. Tất nhiên, bạn có thể gặp phải các vấn đề khi thực hiện từng bước. Có thể xảy ra những rắc rối và bạn còn nhiều việc phải làm, nhưng sợi dây dẫn đường để bạn đi theo và tiếp tục tiến lên phía trước. Dù giấc mơ của bạn là gì, bạn cũng đều có thể chia con đường hiện thực hóa giấc mơ ấy thành các bước. Chia ra các bước là một phép thuật giúp đơn giản hóa các quy trình khó khăn và cũng là ánh sáng soi đường để đạt được mục tiêu. Nếu bạn chỉ tiến hành theo cảm tính và không chia ra các bước, bạn sẽ không thể đạt được mục tiêu vì không rõ mình nên làm gì và không có lộ trình định hướng. Nếu bạn có một ước mơ muốn đạt được và một mục tiêu để theo đuổi, hãy bắt đầu lập ngay kế hoạch hiện thực hóa ước mơ theo các bước. Những gì bạn cần làm sẽ trở nên rõ ràng và bạn sẽ tiến gần hơn để thực hiện hóa ước mơ của mình. Cách lập kế hoạch hiện thực hóa ước mơ. 1. Đặt mục tiêu, bước cuối cùng. 2. Xuất phát điểm, xác định xuất phát điểm, bước 0. Thời gian bắt đầu là từ ngày hôm nay, vì vậy trạng thái hôm nay sẽ là điểm bắt đầu. 3. Viết ra những gì bạn. 4. Từ các việc đã viết ra, chọn 3 đến 5 việc không thể thiếu. 5. Sắp xếp các việc đã chọn trong mục 4 theo mức độ cần thiết và xác định mỗi việc là một bước. 6. Kết hợp mục tiêu và xuất phát điểm ở mục 1, 2 rồi sắp xếp. Đây là bước cuối cùng. Ví dụ, hôn nhân. Bước 0, hiện không có bạn trai. Bước 1, đánh bóng bản thân. Bước 2, tìm địa điểm gặp mặt. Bước 3, xác định mục tiêu. Bước 4, hẹn hò tạo tiền đề cho hôn nhân. Bước 5, đính hôn. Bước 6, chuẩn bị cho hôn lễ, chào hỏi hai bên gia đình. Điều 9, hãy tưởng tượng về một tương lai hạnh phúc và tạo động lực cho bản thân. Mọi thứ tồn tại trên thế gian ban đầu đều chỉ là sự tưởng tượng được tạo ra trong đầu ai đó. Ban đầu, sân vận động Tokyo Dome cũng chỉ là tưởng tượng của một người muốn tạo ra một sân bóng chày hình mẫu kế bởi các nhà thiết kế và xây dựng bởi các kiến trúc sư. Không chỉ nói về các tòa nhà, máy bay, quy tắc tín hiệu, thẻ tín dụng, ban đầu cũng chỉ là những ảo tưởng mà thôi. Công ty của tôi cũng được xây dựng hoàn toàn bằng gạch. Điều này cũng chỉ là mơ tưởng của tôi sau năm 25 tuổi rằng khi xây dựng công ty của riêng mình sẽ thật tuyệt nếu nó được làm toàn bằng gạch, và mơ tưởng đó đã trở thành hiện thực vào năm tôi 32 tuổi. Cuốn sách mà bạn hiện đang đọc cũng vậy, ban đầu nó được sinh ra từ ý tưởng trong đầu tôi rằng có thể sẽ hữu ích cho ai đó nếu có một cuốn sách như thế này. Phải mất một lượng thời gian và công sức đáng kể để có những ý tưởng được định hình. Thứ hỗ trợ quá trình định hình đó chính là động lực. Tưởng chừng nó như vậy là hiển nhiên, nhưng nếu không có hào hứng khi tưởng tượng thì cũng không có động lực là sẽ bỏ dở giữa chừng khi có thể định hình. Những tưởng tượng vui vẻ và hào hứng đều tạo ra động lực rất cao. Vì vậy, bạn có thể cố gắng hết sức cho đến khi chúng được thực hiện hóa. Mọi thứ đều là một tương lai tươi sáng và vui vẻ. Buổi tối,
bạn hãy tạo ra khoảng thời gian cho riêng mình, hào hứng tưởng tượng về tương lai, chẳng hạn như: chắc mình không làm được điều này đâu nhỉ? Nếu nó trở thành như vậy, chắc sẽ thú vị lắm đây. Tưởng tượng là bản thiết kế quan trọng tạo nên cuộc sống lý tưởng của bạn. Hãy hào hứng và tưởng tượng nhiều hơn nữa. Hết chương 5. Những việc làm vào buổi tối để hiện thực hóa giấc mơ tương lai. Theo cuốn sách Visual Cybernetics, điều khiển tiềm thức của người Mỹ Maxwell Maltz, não bộ không giỏi phân biệt giữa trải nghiệm thực tế và trải nghiệm tương tự, và trải nghiệm tưởng tượng được vẽ ra rõ ràng trong đầu. Dù là trải nghiệm trong tưởng tượng hay thực tế, bộ não đều xử lý thông tin bằng cách sử dụng các khu vực não giống nhau. Bằng cách quyết định trước, ngày mai sẽ là một ngày tốt lành, bộ não sẽ bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mai thành công. Ngoài ra, bằng cách nói ra thành lời, mọi sự lo lắng sẽ biến mất nhanh chóng. Khi sự lo lắng của bạn biến mất, tâm trí của bạn trở nên nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng. Có thể nói, nó là một phép thuật thần kỳ mang lại kết quả rất lớn. Ngày mai của bạn sẽ thay đổi rất nhiều chỉ với cụm từ đó. Điều 2. Hãy tưởng tượng những người bạn gặp vào ngày mai và cảm ơn họ trước. Mỗi buổi tối, tôi cảm ơn trước những người tôi dự định gặp vào ngày hôm sau. Đầu tiên, hãy nghĩ đến khuôn mặt của người bạn gặp vào ngày mai. Mỉm cười và nói rằng tôi chỉ là ánh sáng đèn huỳnh quang bình thường. Nhưng cho đến khi tôi biết được từ một tạp chí rằng tác dụng chữa lành khác nhau đáng kể tùy thuộc vào màu sắc của ánh sáng trong phòng. Và khi tôi đổi ánh sáng trong phòng sang màu cam, thay đổi thành một nơi dễ thư giãn hơn nhiều. Hơn nữa, kể từ thời điểm thay đổi đó, chất lượng giấc ngủ thay đổi rõ ràng và tôi có thể ngủ sâu hơn. Khi tìm hiểu, người ta thấy rằng màu sắc ấm áp đôi khi gợi nhớ đến những đống lửa đánh thức ký ức cổ xưa của con người và kích thích cơ thể tiết ra melatonin. Đây là một loại hormone quan trọng gây buồn ngủ và có nhiều tác dụng hữu ích với cơ thể như chống lão hóa và ngăn ngừa ung thư cũng như tạo giấc ngủ sâu. Chỉ với một yếu tố ánh sáng, hiệu ứng của căn phòng đã thay đổi hoàn toàn. Khi chưa ngủ, bạn có thể sử dụng đèn huỳnh quang, thậm chí có thể đổi sang loại đèn với màu sắc ấm áp, chỉ với một tiếng trước khi ngủ thôi cũng sẽ phát huy tác dụng. Căn phòng là nơi bạn cảm thấy an tâm, thoải mái sau một ngày làm việc vất vả, là nơi rất quan trọng, cho bạn một giấc ngủ ngon và nâng đỡ bạn. Môi trường của căn phòng cũng là môi trường của tâm trí bạn. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy chất lượng giấc ngủ của mình đã được cải thiện hơn khi đặt máy tạo độ ẩm trong hợp với mình. Đặc biệt là, kể cả ở khách sạn khi tôi đi công tác, tôi cũng nhờ lễ tân đặt máy tạo ẩm vào trong phòng. Khi bận rộn, bạn có thể không để ý tới môi trường của căn phòng, mà chỉ coi nó là một nơi để ngủ thôi. Tuy nhiên, khi không gian chưa được chuẩn bị chu đáo, bạn có thể không được nghỉ ngơi tốt và hiệu suất làm việc trong ngày hôm sau sẽ giảm đi, bạn cũng trở nên bận bịu hơn. Chỉ cần thay đổi không gian trong phòng cũng có thể mang lại sự cải thiện cho hiệu suất làm việc. Điều 4. Hít thở sâu trước khi lên giường đi ngủ. Sẽ có những buổi tối bạn bận rộn đến mức không có thời gian để thư giãn. Nhiều người liên tục bị kích thích bởi ánh sáng từ màn hình điện thoại thông minh hoặc máy tính của họ, việc lớn về chất lượng hiệu suất làm việc ngày hôm sau của bạn. Bạn ngủ đủ lâu không có nghĩa là bạn có một đêm ngon giấc. Khi tôi tỉnh dậy, tinh thần và đầu óc sảng khoái, cơ thể hết mệt mỏi, đây mới chính là một giấc ngủ ngon, tức là trạng thái ngủ sâu và thoải mái. Để có một giấc ngủ ngon như vậy, bạn cần chuẩn bị một chút. Điều quan trọng là làm dịu tâm trí. Để làm được điều này, bạn hãy dành thời gian thư giãn từ một tiếng trước khi ngủ của bạn, thực hiện một vài động tác giãn cơ và dành thời gian thả lỏng bản thân một cách có ý thức. Lời khuyên của tôi là sử dụng mùi hương. Từ lâu, người ta đã biết rằng tâm trí con người bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi mùi hương. Tôi đã sử dụng tinh dầu và hương thơm để thư giãn đầu óc và cải thiện tâm trạng. Đặc biệt, hương thơm ngoài tác dụng làm dịu và chữa lành tâm trí, còn giúp thanh tẩy căn phòng giống như rượu và muối, bảo vệ và thanh lọc căn phòng khỏi những năng lượng xấu và tiêu cực. Bởi vậy, sự an yên sẽ được tăng lên. Lời khuyên tiếp theo là thiền trong 3 phút ngay trước khi bạn đi ngủ. Để chìm vào giấc ngủ êm ái, bạn cần làm dịu bộ não đang hoạt động của mình. Thiền có tác dụng làm dịu tâm trí và bộ não. Khi bạn nằm xuống giường, hãy nhắm mắt và thở ra một hơi dài. Lúc này, hãy tưởng tượng bạn đang thả mình trong khu vườn xanh mướt như một thiên thần, hay đang nằm dài trên bãi cát nơi có ánh nắng dịu dàng chiếu vào, hoặc đang thả mình trên bầu trời đầy sao tuyệt vời. Đừng có lúc nào cũng nghĩ về thực tế, chẳng hạn ra hôm nay. Thiền giúp làm dịu hoạt động của não và tạo ra các sóng theta nhẹ nhàng. Vì vậy,
Nếu bạn nghĩ về điều gì đó làm não bộ của bạn hoạt động mạnh, hiệu quả sẽ không còn nữa. Nếu bạn có lỡ nghĩ sang điều gì đó, hãy hít thở sâu và quay lại tưởng tượng lúc trước. Thiền sẽ giúp bạn đi vào giấc ngủ êm ái và cải thiện chất lượng giấc ngủ, nhờ đó sẽ nâng cao đáng kể hiệu suất làm việc của bạn vào ngày mai. Thời gian để bạn cho tâm trí, cơ thể và não bộ của mình nghỉ ngơi chỉ có thể là vào buổi tối. Hãy thử phương pháp thiền định trước khi đi ngủ ngay từ tối nay. Điều 6. Hãy để không gian trong phòng tối đen khi ngủ. Khi bạn đi ngủ vào buổi tối, bạn có tắt hết đèn và để cho căn phòng tối đen không, hay bạn vẫn bật đèn khi ngủ? Khi đặt ra câu hỏi này, tôi nhận được nhiều câu trả lời khác nhau, tùy thuộc vào từng người. Tôi sợ bóng tối nên sẽ không thể yên tâm ngủ được, bởi vậy tôi vẫn bật đèn sáng trưng khi ngủ. Bật đèn sáng khiến tôi mãi không ngủ được, nên tôi tắt ngủ và để ánh sáng đèn nhẹ thôi. Một nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Jörg Brenner thuộc Đại học Basel Thụy Sĩ dẫn đầu đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc ánh sáng trường kỳ vào buổi tối có nhiều tác động xấu đến sức khỏe. Ảnh hưởng xấu đó là điều dễ hiểu, vì mắt và não của chúng ta vốn là phải chịu kích thích bởi máy tính và điện thoại thông minh, ánh sáng nhân tạo suốt cả ngày. Vậy mà tối đến lại tiếp tục phải chịu những kích thích đó. Tôi đã từng rất tâm linh và sợ bóng tối, vì vậy tôi bật đèn khi ngủ. Tuy nhiên, khi biết về tác động tiêu cực của việc ngủ trong ánh sáng, tôi làm một chút bùa may mắn nhỏ và cố gắng tắt hết đèn lúc ngủ. Vậy là tôi đã có thể ngủ rất sâu và ngon giấc. Vì có thể tạm ngừng tất cả các cảm giác của cơ thể, nên tôi đã đưa được cơ thể mình vào thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn. Nếu bạn đang đi đúng hướng tốt cho bản thân, đôi khi tự lừa mình bằng một chút bùa phép cũng không sao. Nếu bạn không thể ngủ trong phòng tối đen, bạn không cần phải làm quá sức, nhưng lý tưởng nhất, bạn có thể thử giảm ánh sáng đèn từng chút một. Con người được thiết kế để nghỉ ngơi ngủ được càng sâu, thì trạng thái khi bạn tỉnh giấc vào ngày hôm sau sẽ càng tốt lên. Điều 7. Chìm vào giấc ngủ trong khi cảm thấy hạnh phúc vì được sống ngày hôm nay. Chúng ta đã đi đến điều cuối cùng mà tôi muốn nêu ra trong cuốn sách này. Đây cũng là điều mà hàng ngày tôi coi trọng nhất. Bạn đã trải qua ngày hôm nay như thế nào? Để tăng lên rất nhiều. Bây giờ khi chàng, vì hôm nay đã được sống bình yên và chìm vào giấc ngủ an lành. Dù hôm nay có là một ngày như thế nào đối với bạn, kết thúc một ngày và ngủ một giấc đã là một điều kỳ diệu. Hãy biết ơn thật nhiều vì bản thân đã được sống trong khoảng thời gian kỳ diệu đó và chìm vào giấc ngủ một cách bình an. Rồi bình minh tuyệt vời của ngày mai sẽ đến với bạn. Mọi người có thể sửa chữa sai lầm từ mọi lứa tuổi và có thể đón nhận những thử thách từ mọi lứa tuổi. Chúc bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Đây cũng là những lời cuối của tôi trong cuốn sách này rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hết chương 6. Những việc làm vào buổi tối để hồi sinh tâm hồn bạn. Lời kết. Cảm ơn bạn đã đọc đến những trang sách cuối cùng. Tôi đã được đề nghị viết cuốn sách này như một ấn bản chị em với cuốn sách trước đó của tôi, Người thành công làm gì vào buổi sáng. Ban đầu tôi có hơi bối rối khi trước đây đã viết về những việc nên làm vào buổi sáng, giờ lại được đề xuất viết sách về những việc nên làm vào buổi tối. Tuy nhiên, nói thật thì bây giờ tôi là kiểu người thiên về hoạt động buổi sáng. Nhưng khi còn trẻ, tôi là một siêu cú đêm thiên về hoạt động buổi tối. Buổi sáng tôi mệt mỏi và bị huyết áp thấp, hoàn toàn trái ngược với tôi của hiện tại. Khi còn trẻ, tôi dùng buổi tối để đặt nền móng cho cuộc đời mình và ngày càng trưởng thành hơn. Giờ nhìn lại, có rất nhiều việc tôi có thể làm vào buổi tối. Tôi chắc rằng có những người như tôi vào thời điểm đó, buổi sáng thức dậy thì uể oải, thiếu sức sống, nhưng buổi tối có thể vận động tích cực hơn. Sau đó, tôi nghĩ rằng vai trò của mình là nói về cách thức trải qua buổi tối cho những định viết cuốn sách này. Tất cả mọi thứ đều cân bằng. Cách bạn trải qua buổi sáng là quan trọng, nhưng cách bạn trải qua buổi tối và cuối ngày cũng quan trọng không kém. Bởi vì cách bạn trải qua buổi tối ngày hôm nay là chìa khóa để chào đón một ngày mai tuyệt vời. Khi bạn trải qua một buổi tối tuyệt vời, buổi sáng hôm sau cũng sẽ là một buổi sáng tuyệt vời. Khi buổi sáng hôm sau tuyệt vời, thì cả ngày hôm sau đều sẽ tuyệt vời. Và khi bạn trải qua cả ngày tuyệt vời như vậy, thì những ngày sau đó, mỗi ngày sẽ càng tuyệt vời hơn thế nữa. Nếu bạn có thể sử dụng tốt cả hai khoảng thời gian, buổi sáng, buổi tối và kết hợp chúng vào cuộc sống, thì cuộc sống của bạn sẽ thay đổi đáng kể. Bạn đã dành thời gian buổi tối xem cuốn sách này để đạt được các kỹ năng và tư duy thành công. Tất cả những gì bạn phải làm sau đây là thực hành nó. Bạn không cần phải thực hiện tất cả cùng một lúc. Hãy bắt đầu từ những gì bạn có thể làm
để phù hợp với tâm trạng và lịch trình trong ngày. Cuộc sống của chúng ta được tạo nên từ sự tích lũy qua từng ngày một. Ngày mai, hôm nay, trong cuốn sách Người thành công làm gì vào buổi sáng của mình, tôi đã viết, người làm chủ được buổi sáng sẽ làm chủ được cuộc sống. Nhưng để chính xác, tôi nên nói với bạn điều này. Những người tận dụng tối đa buổi tối có thể làm chủ buổi sáng, và những người làm chủ được buổi sáng sẽ làm chủ được cuộc sống. Bởi vậy, để tạo ra một cuộc sống tươi đẹp, nhất định phải trải qua buổi tối theo cách tuyệt vời. Chào đón buổi sáng rực rỡ của ngày mai và có một ngày thật viên mãn. Tôi chân thành hy vọng rằng cuộc sống của bạn sẽ tuyệt vời và không có gì phải hối tiếc. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ tôi cho ra mắt cuốn sách này. Các vị tại nhà xuất bản ASA, gia đình đã ủng hộ tôi, nhân viên công ty và các đối tác kinh doanh. Từ tận đáy lòng mình, tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Tôi không biết nói gì hơn, tôi biết ơn mọi người rất nhiều. Hasato Goto. Hết lời kết. Về tác giả: Huấn luyện thói quen thành công buổi tối, nhà sản xuất của Người đàn ông số 1 thế giới, nhà sản xuất thương hiệu, giám đốc đại diện của Hiệp hội Thương hiệu Nữ Doanh nhân Nhật Bản, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn dự án PK, giám đốc điều hành tập đoàn PK, blogger chính thức của Ameba Blog. Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, ông bắt đầu khởi nghiệp ở tuổi 24, mở tiệm làm tóc, tiệm nhuộm da, quán bar. Đến năm 32 tuổi, ông mở 4 chuỗi cửa hiệu, xây dựng tòa nhà 100 triệu yên của riêng mình và thu về hàng năm 20 triệu yên. Hiện tại, ông vừa hoạt động với vai trò nhà sản xuất, vừa quản lý một chuỗi cửa hàng. Các khách hàng của anh bao gồm Shuichiro Shokochi, người sáng lập Fujisen, công ty guitar số 1 thế giới, nổi tiếng với cái đàn Creco, và nhiều người khác, chẳng hạn như đại diện công ty sắc đẹp của Nhật Bản, vân vân. Đồng thời, ông cũng là một nhà tư vấn nổi tiếng với khách hàng trên toàn thế giới, Người thành công làm gì vào buổi sáng của mình. Ông đã trò chuyện về phương pháp tạo thói quen thành công buổi tối với mọi người và nhận được đông đảo sự quan tâm. Vì vậy, ông bắt đầu với cuộc hội thảo bí mật về cách sử dụng thời gian buổi tối để có một ngày mai tốt hơn và được rất nhiều người yêu thích. Hiện tại, ngoài vai trò là người huấn luyện thói quen thành công buổi sáng, ông còn hoạt động với tư cách là người huấn luyện thói quen thành công buổi tối, truyền đạt những thói quen sử dụng thời gian buổi tối để thành công. Ông đã viết nhiều cuốn sách như Người thành công làm gì vào buổi sáng, Thói quen một phút mỗi sáng giúp thay đổi cuộc sống của bạn, nhà xuất bản ASA, 29 mối liên hệ bí ẩn giữa hiện thực hóa giấc mơ và tiền bạc, Doshukan. Hết về tác giả. Bạn đã hoàn thành xong cuốn sách Người thành công làm gì vào buổi tối của tác giả Hasato Goto, dịch giả Minh Hà, với giọng đọc của giáo đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức và thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website facebook.vn để đặt mua. Hãy cùng Facebook đưa những kiến thức thực chiến nhất giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Chúc các bạn sẽ lĩnh hội được trọn vẹn những kiến thức quý báu, những bài học thành công đắt giá giúp cho sự phát triển cá nhân, cho xây dựng doanh nghiệp thịnh vượng.